Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 781, đãi ngộ kém quá nhiều. Tiêu Qua cười nói, được, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Huyên nói, không nói một tiếng với đại trưởng lão sao? Tiêu Qua nói, ta đã nói với đại trưởng lão rồi. Mấy người đại trưởng lão cũng không phản đối chuyện này, chỉ bảo chúng ta cẩn thận một chút, có việc thì lập tức thông báo với nội viện. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm thở dài. Có chỗ dựa thật tốt. Ý của mấy người đại trưởng lão chính là đi tới bên kia, nếu đánh không thắng có thể thông báo với học viện, mà nếu là tán tu, đánh không thắng một là chạy, hai là chết. Đãi ngộ kém quá nhiều. Nửa canh giờ sau, 13 người xuất phát. Trong tinh không, 13 người ngồi thuyền tinh vân đi thẳng đến chỗ mới phát hiện thế giới nhỏ kia. Trong gian phòng, Diệp Huyên đang nghiên cứu thuật đúc vũ khí Vân Thắng truyền thụ cho mình. Bây giờ đã có hơi say mê rồi. Theo lời Vân Thắng, việc đúc vũ khí bác đại tinh thâm, nếu đạt đến mức cao nhất, báu vật chế tạo ra sẽ có thể hủy thiên diệt địa. Giống như những thứ trên bảng treo thưởng tinh tế vậy. Vân Thắng nói, có một vài thứ trong những báu vật này cũng là do người tạo ra. Mà điều này khiến Diệp Huyên càng tò mò về lai lịch của tháp giới ngục hơn. Tháp giới ngục này cũng là do người tạo ra sao? Tiếc là đại thần tầng 2 và tầng 4 đều không thể trả lời vấn đề của hắn, vì hai người bọn họ cũng không biết lịch sử của tháp này. Cho dù thế nào, con đường đúc vũ khí cũng có tiềm lực vô tận, có khả năng vô hạn. Một lát sau, Diệp Huyên tiến vào tháp giới ngục, trong tháp, Tiểu Linh Nhi đang ôm linh quả ngủ say như chết. Mà ở tầng thứ nhất, đâu đâu cũng có linh quả. Bây giờ niềm vui duy nhất của Tiểu Linh Nhi chính là trồng linh quả, hoặc thỉnh thoảng đi dạo khắp nơi. Mà bên cạnh Tiểu Linh Nhi có một chữ mộng nho nhỏ đang lơ lửng. Đạo tắc mộng. Diệp Huyên nhìn đạo tắc mộng này, rơi vào im lặng. Mộng chi kiếm. Đây là kiếm đạo tắc mà hắn luôn muốn ngưng tụ, mà trước đó, hắn vẫn luôn không dám thử, vì đạo tắc này quá đáng sợ, hắn vẫn chưa thể kiểm soát. Mà bây giờ, hắn đã đạt đến phá không cảnh. Diệp Huyên hừ lạnh một tiếng, đại thần tầng 2, lúc người bằng tuổi ta, người có được lợi hại như ta không? Đại thần tầng 2 im lặng. Diệp Huyên cười châm chọc, không có đúng không? Ta! Lúc này, đại thần tầng 2 đột nhiên cất lời, hình như lúc bằng tuổi ngươi, ta đã không có kẻ thù ở vùng thế giới kia rồi. Ngươi bây giờ còn không bằng cái tên bị giam ở tầng 1. Mà hắn nếu không nhờ lĩnh ngộ một chút chân lý kiếm đạo thì ngay cả tư cách bị giam ở tầng 1 cũng không có. Chân lý kiếm đạo. Diệp Huyên cau mày, đó là cái gì? Chương 782, có ai nhận ra không? Đại thần tầng 2 nhẹ giọng nói, nếu ngươi lĩnh ngộ chân lý kiếm đạo, thì xem như đã đột phá kiếm tiên. Diệp Huyên vội hỏi, lĩnh ngộ như thế nào? Đại thần tầng 2 giận dữ nói, sao ta biết? Ta cũng đâu phải kiếm tu. Diệp Huyên. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Diệp Huyên mở cửa phòng, người đến là Tiêu Qua cười nói, tới rồi. Diệp Huyên gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn và Tiêu Qua đi tới bong thuyền tinh vân. Trên bong thuyền, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn xuống, bên dưới là núi non mênh mông vô bờ, trên những dãy núi này có sương mù màu trắng lượn lờ, tựa như tiên cảnh vậy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thật yên tĩnh. Tiêu Qua bên cạnh Diệp Huyên nặng nề nói, đúng là quá yên tĩnh, nơi này hơi kỳ lạ, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng hắn nhìn sang bên phải, cách đó mấy chục dặm có một ngọn núi, trông rất kỳ lạ, tựa như một cung điện hình tròn. Tiêu Qua cũng nhìn về phía ngọn núi kia, ngọn núi này hơi lạ, đi xem thử nhé. Diệp Huyên gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn và mấy người Tiêu Qua xuống khỏi thuyền tinh vân, đi thẳng về phía ngọn núi, mười mấy người nhanh chóng đi tới dưới ngọn núi, lúc này bọn họ mới phát hiện là nó đang lơ lửng cách mặt đất mấy chục trượng, chẳng những thế, trên một vài trụ đá xung quanh chân núi còn vẽ các loại phù văn thần bí. Diệp Huyên nặng nề nói, chắc chắn có người từng ở đây. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Qua, trước đây nơi này không có thế giới nhỏ này, đúng không? Tiêu Qua lắc đầu, ta không biết,
chỉ biết là nó đột nhiên xuất hiện thôi. Minh Khôn ở một bên nặng nề nói, hơi kỳ lạ. Lúc này, một học sinh nội viện chỉ đến một chỗ gần đó, mọi người nhìn kìa. Mọi người nhìn qua theo, trên vách núi cách đó không xa có một cánh cửa đang đóng. Có thể đi vào. Mọi người đi tới trước cánh cửa kia, cửa rất lớn, hai bên cửa vẽ hai con dị thú dữ tợn. Diệp Huyên chỉ hai con dị thú kia, có ai nhận ra không? Tiêu Qua lắc đầu, chưa từng gặp. Mọi người nhìn Minh Khôn, vì Minh Khôn từng đến thiên vực, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Minh Khôn nhìn chằm chằm hai con dị thú kia một lúc lâu, sau đó lắc đầu chưa từng gặp. Không nguy hiểm. Chắc chứ? Ặc. Rốt cuộc có chắc không? Ta cũng không chắc lắm. Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 783, người sợ chết thì có. Diệp Huyên đứng tại chỗ với gương mặt đen như đáy nồi, thầm nói Tiểu Linh Nhi không đáng tin cậy chút nào. Hắn còn muốn hỏi nữa thì đại thần tầng 2 đã lên tiếng, nguy hiểm hay không thì ngươi đi vào là biết ngay chứ hỏi nữa làm gì. Hắn cười khổ, thì ta muốn chắc chắn hơn thôi. Đại thần phán, ngươi sợ chết thì có. Có ai không sợ chết chứ? Diệp Huyên cười, nhìn cánh cửa trước mặt, suy nghĩ một hồi rồi nói ta, Tiêu Qua và Minh Khôn huynh sẽ vào đó. Những người còn lại canh giữ bên ngoài, chờ tin chúng ta. Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau, vài người trông có vẻ muốn nói gì thì Diệp Huyên đã lên tiếng, quyết định vậy đi. Nói xong, hắn đi đến đẩy nhẹ cánh cửa kia, kẽo kẹt. Cửa được mở ra rất dễ dàng, bên trong là một màu đen nhánh. Ba người Diệp Huyên, Tiêu Qua và Minh Khôn vừa đặt chân vào, một luồng khí rét buốt lập tức ập vào mặt họ. Bốn bề lặng phắc như tờ, đen nhánh như mực. Diệp Huyên lướt nhìn một hồi mới xác định họ đang đứng trong một lối đi. Diệp Huynh, Minh Khôn gọi, nơi này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ở một nơi xa lạ thế này, hắn không dám khinh thường chút nào. Diệp Huynh nhìn kìa, bỗng Tiêu Qua kêu lên, các ngươi mau xem này. Hai người còn lại lập tức nhìn lên vách tường, nơi đó có một bức bích họa vẽ yêu thú và người. Nhưng thân hình cao to khổng lồ ấy trông không giống với con người cho lắm. Hửm. Một tiếng ồ kinh ngạc bỗng vang lên từ trong tháp giới ngục. Đó là giọng của cô gái bí ẩn tầng 4. Diệp Huyên lập tức hỏi, Giản Ác Ôn à không, Giản tiền bối biết đây là gì ư? Biết chứ, nàng ta đáp ngay tắp lự. Là gì? Không nói cho ngươi. Giản tự tại khăng khăng, nhưng ngươi là chủ tháp. Diệp Huyên nghe mà tức muốn lộn phổi. Mẹ nó, con ả này đúng là quyết tâm phải gây rắc rối cho hắn mà. Hắn quyết định không để ý đến nàng ta nữa, tiếp tục đi vào bên trong. Càng vào sâu, nhiệt độ càng giảm, trên vách tường vẫn là những bức bích họa trải dài. Ba người cảnh giác vô cùng, không dám lơ là dù chỉ một giây. Khoảng nửa giờ sau, họ dừng lại khi nhìn thấy một cánh cửa đá cách đó không xa. Hai bên là hai pho tượng đá cầm trường mâu. Chương 784, muốn gì nói đại đi. Diệp Huyên đến gần, nhìn thấy có những ký tự kỳ lạ hắn chưa nhìn thấy bao giờ được khắc trên cửa. Có biết chữ viết gì không, Giản tự tại lại thò mặt ra. Diệp Huyên thờ ơ đáp, muốn gì nói đại đi. Nàng ta cười gian, trên đó viết, kẻ tự tiện xông vào, chết. Ngươi còn dám vào không? Diệp Huyên cũng bật cười, ta thấy ngươi đang không muốn ta đi vào thì phải. Giản tự tại im lặng. Thế là Diệp Huyên đặt tay phải lên cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng đằng sau hai phiến đá đó, cả ba người lập tức nghiêm mặt. Bên trong có hơn 30 chiếc quan tài dài được đúc thành từ kim loại không biết tên, trên mỗi chiếc đều có một ngọn đèn. Đây là, Tiêu Qua cau mày khẽ thốt lên, tất cả đều là quan tài ư. Bỗng nhiên, Minh Khôn vươn tay chỉ vào một nơi gần đó, nhìn kìa. Hai người kia nhìn theo hướng hắn ta chỉ, nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế. Người này thật sự không giống con người, bởi vì chiều cao của gã vượt trội ít nhất là 10 lần, lỗ tai bè ra, cánh tay vạm vỡ như gốc cây, từ trên xuống dưới đều xăm những hình thù quái dị.
Minh Khôn thấp giọng hỏi, những thứ này rốt cuộc là gì vậy? Tiêu Qua lắc đầu, không biết nữa. Đúng lúc ấy, cánh cửa đá sau họ bất thình lình đóng sập lại. Cả ba người biến sắc. Người khổng lồ ở nơi kia cũng đột nhiên ngẩng đầu, mở đôi mắt màu nâu nhìn xoáy vào bọn họ, miệng thốt ra một câu mà không ai hiểu rõ. Giản Tự Tại bỗng kêu lên, gã ta nói, kẻ tự tiện xông vào, chết. Đấy, tất cả các ngươi sẽ bỏ mạng tại đây. Diệp Huyên. Gã khổng lồ đứng dậy khỏi chiếc ghế, một luồng khí tức hùng hậu ập về phía ba người. Sức mạnh quá khủng khiếp. Tiêu Qua và Minh Khôn lại không làm theo lời hắn mà kiên quyết đứng lại sóng vai. Diệp Huyên thấp giọng nói, đi trước đi. Tiêu Qua cười khổ, làm vậy không có nghĩa khí gì cả. Minh Khôn gật gù, không thể hèn như thế được. Diệp Huyên còn đang muốn nói thì người khổng lồ đã xuất hiện trước mặt, sau đó là một quả đấm to tướng ầm ầm lao đến. Ba người biến sắc, sau đó đồng thời ra tay. Ầm, một tiếng nổ đinh tai vang lên. Cả ba bị đẩy bắn ra, nện vào vách tường phía sau. Diệp Huyên lập tức bật dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ mà Tiêu Qua và Minh Khôn đều đã bất tỉnh. Mạnh quá! Chương 785 mới vậy đã sợ rồi à? Hắn lập tức hiểu rằng thực lực của họ bây giờ không thể chống lại người khổng lồ thần bí này. Đúng lúc ấy, giọng nói của Giản Tự Tại lại kích động vang lên, khởi động tháp. Mau lên! Chỉ cần khởi động tháp là có thể đánh bại gã. Thì ra đây mới là mục đích của ả. Sắc mặt Diệp Huyên xa sầm. Thấy người khổng lồ lại chuẩn bị tấn công, hắn tái cả mặt, lập tức xòe tay ra. Một thanh kiếm lơ lửng xuất hiện, kiếm thế mạnh mẽ cũng đồng thời tuôn ra. Đây chính là thanh kiếm trên đỉnh tháp. Người khổng lồ thấy vậy thì dừng mọi động tác lại, trong ánh mắt nhìn thanh kiếm tràn đầy vẻ nghiêm túc và kiêng kỵ. Một hồi sau, gã ta xoay người, lừng lững rời đi. Diệp Huyên đang thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe tiếng Giản Tự Tại quát tháo, ngu. Đồ ngu, chẳng trách sao bị diệt tộc, thứ ngu si đần độn. Hắn bỏ ngoài tai người phụ nữ đang nổi cơn tam bành, vội vàng đưa Tiêu Qua và Minh Khôn rời đi. Khi vừa bước ra ngoài, Diệp Huyên phát hiện tú môn của hắn đang giằng co với mười mấy người của một phe khác. Hắn đặt hai đồng bạn xuống đất. Hỏi Lý Xuyên đứng gần đó, chuyện gì thế này? Y thấp giọng đáp, những người này đến từ Thượng Tiêu Tông. Thượng Tiêu Tông? Diệp Huyên cau mày, lần trước trong nhóm người muốn cướp tháp giới ngục ngoài thành đạo nhất có cả tông chủ Mạc Ngôn Tiêu của Thượng Tiêu Tông. Lý Xuyên tiếp lời, chúng muốn đi vào. Diệp Huyên chỉ cười, không sao, nơi này cũng chẳng phải của chúng ta, ai muốn vào cứ vào thôi. Vậy thì nghe Diệp ca. Lý Xuyên nói rồi lùi sang một bên. Diệp Huyên ra lệnh, chúng ta rút lui trước. Hắn tuy tò mò về những gì ở bên trong lòng núi nhưng cũng biết đi vào với thực lực hiện nay chẳng khác gì chịu chết, vì vậy rút lui là thượng sách. Bỗng một đệ tử Thượng Tiêu Tông đứng gần đó đi đến, quan sát Diệp Huyên một phen rồi hỏi, bên trong có gì? Diệp Huyên cười đáp, hỏi với thái độ này thì còn khuya ta mới nói. Gã kia nghe vậy thì nheo mắt lại rồi bất thình lình tung trưởng, một dòng nước uốn lượn từ lòng bàn tay gã bắn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đã sớm có chuẩn bị, ngay khi gã ta vừa ra tay đã rút kiếm. Quỳnh! Trước mặt tất cả mọi người, gã đàn ông kia bị đánh bay gần trăm trượng. Những người khác trợn tròn mắt chứng kiến gã ta nằm sụi lơ trên mặt đất với thân thể nứt nẻ, máu mồm ồng ộc trào ra. Diệp Huyên cầm kiếm đi đến chỉ vào gã, ai cho ngươi cái gan ra tay với ta? Gã trợn trừng nhìn hắn, muốn giết cứ giết, muốn. Phập, mũi kiếm trong tay Diệp Huyên ấn xuống, xuyên thủng chân mày đối phương. Trước cảnh tượng này, những đệ tử Thượng Tiêu Tông khác sinh lòng phẫn nộ, vọt đến muốn tính sổ với Diệp Huyên. Bọn Lý Xuyên đứng sau hắn thấy vậy cũng bất chấp lao lên ăn thua đủ. Trong chớp mắt, một cuộc hỗn chiến đã diễn ra. Diệp Huyên đang định ra tay thì lại nghe một giọng nói vang lên bên tai, nếu ta là ngươi thì sẽ chạy ngay. Là đại thần tầng 2. Hắn đang muốn hỏi thêm thì Giản Tự Tại đã xen mồm vào, chạy cái gì? Chẳng có gì phải chạy cả. Có quỷ mới tin mụ, Diệp Huyên bực bội mắng một câu, đoạn hô to với bọn Lý Xuyên, đừng đánh nữa, chạy đi. Lý Xuyên ngớ ra, nhưng chúng ta đang thắng mà Diệp ca. Đánh gì mà đánh?
chạy khỏi nơi này cho ta, nhanh lên. Thấy Diệp Huyên không có vẻ gì là nói đùa, Lý Xuyên trần trừ một thoáng rồi ra lệnh cho các thành viên tú môn còn lại tất cả chạy đi. Nhanh chân lên. Mệnh lệnh này khiến ai nấy đều ngỡ ngàng nhưng cũng không ai trái lời, dầm dập bỏ chạy. Tình cảnh này khiến các đệ tử Thượng Tiêu Tông ngơ ngác, không biết nên làm gì. Mới vậy đã sợ rồi à? Sau khi đưa mọi người lên thuyền Tinh Vân rồi, Diệp Huyên ngay lập tức khởi động nó. Khi con thuyền bắt đầu bay lên, cánh cửa đá nơi ngọn núi kia bỗng bật tung ra. Gã khổng lồ từng đuổi giết hắn trong lối đi xuất hiện. Gã ta vừa bước ra đã vung tay phải lên, tất cả các đệ tử Thượng Tiêu Tông lập tức tan thành mây khói. Sau đó, cái đầu gã ngẩng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con thuyền không, chính xác hơn là nhìn Diệp Huyên. Cánh tay phải đồ sộ lại vung lên, nhắm thẳng vào thuyền Tinh Vân. Mặt Diệp Huyên trắng bệch, vội vã thả mình nhảy khỏi thuyền. Bàn tay của gã khổng lồ cũng hạ xuống đuổi theo. Diệp Huyên cuống quýt giơ tay lên, đầu hàng. Gã khổng lồ khựng lại, một khắc sau mới thả tay xuống. Chương 786, đầu hàng cái gì? Đầu hàng cái gì? Trong tháp giới ngục, giọng nói của Giản Tự Tại bỗng vang lên, Diệp Huyên, ngươi không phải là đàn ông. Ngươi câm miệng đi, Diệp Huyên bỗng nổi giận, Giản Ác Ôn, ngươi có tin ông đây giết chết ngươi trước không? Giản Tự Tại cười gằn, đến đây, ngươi đến tầng 4 đi. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, mẹ nó, con ả này khó chơi quá. Bởi vì hắn biết chắc một điều là hiện tại hắn không thể đánh lại người phụ nữ này. Hắn không quan tâm đến nàng ta nữa, bởi vì người khổng lồ đứng trước cửa đá phía xa xa kia đang đi về phía hắn. Diệp Huyên trầm giọng xuống, đại thần tầng 2, người biết lai lịch của đối phương không? Đại thần tầng hơi lạnh nhạt trả lời, không biết. Diệp Huyên cười khổ. Lúc này, người kia đã đến trước mặt hắn, tay phải của gã xòe ra, một tấm tranh cực lớn xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Trên bức tranh là một cô gái mặc váy trắng, tay phải nàng ấy còn cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Bởi vì cô gái đó chính là cô gái bí ẩn mặc váy trắng kia. Người đứng trước mặt Diệp Huyên chỉ vào tranh rồi bỗng lên tiếng, nhân loại. Kiếm kia của ngươi có phải là thanh kiếm trong tay nàng ấy không? Nói tiếng người. Diệp Huyên hơi do dự, bởi vì hắn không chắc đối phương có quan hệ gì với cô gái váy trắng. Lúc trước Giản Tự Tại đã nói đối phương bị diệt tộc, nếu đó là chuyện cô gái váy trắng gây ra thì. Hắn chắc chắn, bản thân chỉ có nước chờ chết thôi. Lúc này, người kia bỗng tiến lên thêm một bước nữa, trả lời ta. Tiếng nói như chuông vang. Đinh tai nhức óc. Diệp Huyên trầm giọng đáp, đúng. Hắn biết có giấu cũng giấu không được, bởi vì thanh kiếm hắn lấy ra vừa rồi quả thật là của cô gái váy trắng. Nghe Diệp Huyên nói vậy, người kia cuộn bức tranh lại, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, gã xoay người rời đi. Nghe thế, Diệp Huyên thoáng thấy nhẹ lòng, xem gia tộc của người thần bí này không phải do cô gái váy trắng diệt. Nếu không thì hắn toi chắc rồi. Diệp Huyên hoàn hồn, hắn vội theo người đàn ông cao lớn kia vào lại cánh cửa đá. Diệp Huyên đáp, thế giới nhỏ này vừa khéo xuất hiện ở đây, vì thế ta với bằng hữu đến xem thử. Nghe vậy, người đàn ông cao lớn cau mày lại, nơi này là đâu? Diệp Huyên có chút kinh ngạc, tiền bối không biết đây là đâu ư? Người đàn ông cao lớn lắc đầu, trước đó ta luôn trong trạng thái ngủ say. Do các ngươi đến mới đánh thức ta. Diệp Huyên hỏi lại, lúc trước tiền bối không ở đây à? Chương 787, trận pháp biến mất. Người đàn ông cao lớn cau mày lại, gã ngẩng đầu nhìn một lát rồi lại nhíu mày chặt hơn, thì ra trận pháp đã biến mất. Trận pháp biến mất, Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, nói rõ hơn chút được không? Người đàn ông cao lớn nhìn Diệp Huyên. Vì để tự vệ nên tộc của ta đã dùng đại trận che giấu toàn bộ thế giới lại, sau đó thả nó trôi lơ lửng giữa tinh hải mênh mông. Bây giờ chắc nó đã bay đến vùng tinh vực của các ngươi. Mà trận pháp đã vỡ vụn, hẳn là sẽ kinh động đến cường giả ở vùng tinh vực này. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy tiền bối có dự định gì không? Người đàn ông cao lớn trầm mặc một lát rồi nói, bây giờ đại trận đã mất,
nếu để thế giới này tiếp tục trôi dạt thì rất nguy hiểm. Diệp Huyên cười khổ, nếu tiền bối muốn ở lại vùng tinh vực này thì e là sẽ gặp phải nhiều phiền phức. Hiện tại các thế lực ở Bắc Vực hầu như đều hăm he thế giới nhỏ này, có thể nói, nếu người đàn ông cao lớn này muốn ở lại đây thì chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Người đàn ông cao lớn lạnh nhạt nói, không sao, cứ giết vài người là lại có chỗ đứng. Diệp Huyên. Người đàn ông cao lớn bỗng nói, vùng thế giới này đã từng là địa bàn của tộc ta, ở phương Bắc từng có một tông môn kiếm tu, năm đó nàng ấy tới đây là định đến tông môn đó, mà bây giờ tông môn đã bị diệt, nhưng ngươi có thể đến đó xem, có lẽ sẽ có bất ngờ lớn đấy. Phương Bắc. Diệp Huyên thi lễ, đa tạ. Người đàn ông cao lớn gật đầu, vùng thế giới này có vài kẻ ngoại lai không tầm thường, ta tạm thời cần phải dưỡng sức một chút, vẫn chưa thể ra tay quá nhiều, người phải cẩn thận hơn đấy, nếu có nguy hiểm gì thì có thể đến đây. Diệp Huyên vội vàng nói, đa tạ, tiền bối bảo trọng. Nói xong, hắn lùi ra. Mà trong điện, người đàn ông cao lớn kia lại lấy bức chân dung của cô gái váy trắng ra, nhìn cô gái trong tranh, người đàn ông rơi vào trầm tư. Năm đó, chính một chiêu kiếm tiện tay của cô gái này đã cứu toàn bộ tộc của họ. Chỉ là tiện tay ra một chiêu kiếm mà thôi. Sau khi rời khỏi lòng núi, Diệp Huyên đi thẳng đến phương Bắc. Diệp Huyên cũng không hơn thua với Giản Tự Tại nữa, hắn đẩy nhanh tốc độ, dọc đường đi, hắn thấy được một ít di chỉ hoang phế. Rõ ràng thế giới nhỏ này không chỉ có một mình bộ tộc của người đàn ông to lớn sinh sống, còn có một vài sinh linh khác nữa. Đáng tiếc là hình như đã bị diệt vong hết rồi. Cứ thế, khoảng chừng sau một canh giờ sau, Diệp Huyên ngừng lại. Trước mặt hắn chừng mấy trăm trượng, có một thanh kiếm lớn đang lở lửng giữa không trung, kiếm kia dài ít nhất trăm trượng, chổng ngược lên trời. Mà phía dưới thanh kiếm là một trụ đài to lớn, trên đó là một vùng phế tích. Hiển nhiên đây chính là tông môn kiếm tu trong lời của người đàn ông cao lớn kia rồi. Diệp Huyên bước đến. Trên đường hắn thấy một ít bộ xương trắng, xem ra đã chết từ lâu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đi đến trước cổng núi, một bên cũng đã bị sụp đổ, trong đống đá vụn đổ nát, Diệp Huyên thấy được một cái bảng hiệu, trên đó khắc hai chữ Kiếm Tông. Kiếm Tông. Diệp Huyên trầm mặc chốc lát rồi lại đi tiếp, xung quanh hắn có rất nhiều xương trắng, những bộ xương này trên tay còn nắm kiếm, rõ ràng là đã tử trận khi đang chiến đấu. Nơi này chắc chắn đã từng xảy ra đại chiến thảm khốc. Chương 788, tháp giới ngục được không? Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, bỗng hắn bước nhanh đến trước một khối đá vụn, cạnh đống đá là một bộ thi thể này không phải của nhân loại, mà hình như là một loài yêu thú nào đó. Hình dáng giống sâu bọ, cơ thể khổng lồ, trên người còn đang tỏa ra một luồng khí quái dị. Diệp Huyên đang định tiến lên xem kỹ hơn thì đúng lúc này, giọng nói của đại thần tầng 2 đột ngột vang lên, người muốn chết à? Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó hỏi, sao lại nói vậy? Đại thần tầng 2 nói với giọng nặng nề, thứ đang tỏa ra kia là khí cực độc, người hít vào, cho dù có bất tử thì thân thể cũng không chịu đựng nổi. Diệp Huyên biến sắc, khủng khiếp đến vậy à? Đại thần tầng 2 cười khẩy, khủng khiếp, nếu ngươi không có khí hỗn độn trong người, còn chưa tới gần ngươi đã chết rồi. Nói đến đây, đại thần tầng 2 hơi dừng lại một lát, rồi lại nói, dị vật này có chút kỳ lạ, nó không giống yêu thú bình thường, tông môn này chắc là bị đám dị vật này tiêu diệt. Diệp Huyên trầm giọng, đại thần tầng 2 cũng chưa từng thấy nó à? Đại thần tầng 2 đáp, chưa, nhưng chắc tên ở tầng 4 từng thấy rồi. Tại sao, Diệp Huyên không hiểu? Bởi vì nàng ta hơi đặc biệt. Đại thần tầng 2 bảo, nếu ngươi có thể tạo quan hệ với nàng ta thì sẽ có lợi rất nhiều. Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, ngươi cũng thấy rồi đó. Không phải ta muốn đối địch với nàng ta, mà là do nàng ta nhiều lần muốn hại chết ta. Tạo quan hệ, ta chẳng có cái hy vọng viễn vong ấy. Đại thần tầng 2 nói, đó là chuyện của ngươi, ta chỉ đề nghị mà thôi. Diệp Huyên gật đầu. Đại thần tầng 2 trầm mặc một lát rồi bảo, ngươi có thể thử xem, nhưng mà trước tiên dùng khí hỗn độn bảo vệ bản thân đã. Diệp Huyên gật đầu, hắn thôi thúc khí hỗn độn trong người, tiếp đó, hắn lại cẩn thận thu bộ xác chết của con yêu thú quái dị kia vào tầng thứ 3 của tháp giới ngục.
Thứ này hẳn là sẽ có tác dụng rất lớn trong tương lai. Diệp Huyên tiếp tục tiến lên, đi chừng được một phút, hắn bỗng nhiên sửng sốt rồi dừng lại ngay. Ở trước mặt hắn không xa có một bức tượng, một người đàn ông tay cầm kiếm, mắt nhìn thẳng về trước, sau lưng còn có một đứa bé đang tựa lên vai mình. Chương 789, một vị tiền bối truyền lại. Nhìn thấy bức tượng này, Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Bởi vì bức tượng này giống y đúc người lúc trước đã truyền kiếm kỹ rút kiếm cho hắn. Lẽ nào kiếm tông này là do người nọ sáng lập? Diệp Huyên đi đến trước bức tượng này, dưới bức tượng có một hàng chữ, nhưng tiếc là đã bị mờ mất, không nhìn rõ là viết gì. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên bay ra. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi lại ngẩng đầu nhìn đứa trẻ đang bám trên vai bức tượng kia, trong mắt cô bé lộ ra sự tò mò. Sao thế? Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi. Tiểu Linh Nhi nhìn đứa trẻ kia một lúc rất lâu, cuối cùng cô bé mỉm cười, sau đó lại quay về tháp giới ngục. Diệp Huyên đang định rời đi, đúng lúc này, thanh kiếm ở giữa trên đỉnh tháp bỗng run lên. Diệp Huyên dừng bước lại, hắn nhìn bức tượng ở trước mặt, hắn biết chủ nhân của bức tượng này chính là chủ nhân của thanh kiếm trong tháp. Diệp Huyên có hơi ngạc nhiên. Hắn thấy tò mò với chủ nhân của thanh kiếm còn lại, bởi vì hắn đã từng thấy chủ nhân của thanh kiếm bên phải và ở giữa rồi, vậy còn chủ nhân thanh bên trái sẽ là người như thế nào đây? Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, xoay người rời đi. Những người này đều là kiếm tu tuyệt đỉnh, mạnh mẽ đến mức vượt ra khỏi phạm trù nhận thức của hắn. Hiện tại hắn cần phải nghĩ cách làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Huyên tiếp tục đi vào trong. Dọc đường đi, hắn thấy thi thể ở khắp nơi, chỉ chốc lát, hắn đã đến một đại điện cũ nát. Cho bụi phủ trong đại điện rất dày, khắp nơi tỏa ra một mùi tanh mốc khó ngửi. Ở ngay phía trước đại điện có một bức tượng trông giống bức ở bên ngoài, nhưng bức tượng này không hề đính bụi bẩn, rất sạch sẽ. Diệp Huyên đi đến trước bức tượng, đúng lúc này, hắn bỗng quay đầu lại, phía bên phải có một ông lão lưng còng đang nhìn chằm chằm hắn. Có người sống. Diệp Huyên thấy cả kinh trong lòng, tay trái cầm thật chặt kiếm. Ông lão lưng còng liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó đi đến trước bức tượng nọ, lão thi lễ một cái thật sâu, rồi lấy một tấm vải ra bắt đầu lau chùi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói hỏi, tiền bối. Ông lão lưng còng hỏi ngược lại, cậu là kiếm tu? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão lưng còng khựng lại, lão quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Đã rất nhiều năm không có ai đến nơi đây. Diệp Huyên thấp giọng nói, tiền bối, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông lão lưng còng nhẹ giọng bảo, không phải cậu đã thấy hết rồi sao? Diệp Huyên nhìn về phía bức tượng, người đó mạnh mẽ đến thế, sao tông môn lại rơi vào kết quả này? Ta tưởng, ông lão lưng còng đột nhiên cười khẩy, nếu người có mặt, tông môn của ta sẽ lâm vào cảnh này ư? Diệp Huyên lại hỏi, là sao? Ông lão lưng còng nhẹ nhàng đáp, từ lâu đã chẳng biết người đó ở đâu. Ông lão lưng còng im lặng một lát, sau đó lão bỗng búng tay một cái, một tia kiếm quang chém thẳng đến phía Diệp Huyên. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi biến sắc, hắn không suy nghĩ nhiều, vội rút kiếm chém ngược lại. Ầm! Tia kiếm quang kia lập tức vỡ tan. Còn ông lão lưng còng thì nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, cậu. Vừa rồi cậu rút kiếm, sao cậu biết kiếm kỹ này? Diệp Huyên nói, một vị tiền bối truyền lại. Chương 790, Diệp Huyên có chút hưng phấn. Ông lão lưng còng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, có phải người đó không? Diệp Huyên gật đầu, ông lão lưng còng nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, cuối cùng nở nụ cười, ý trời, đúng là ý trời. Diệp Huyên. Ông lão lưng còng nhìn về phía Diệp Huyên, đi theo ta. Nói xong, lão xoay người đi ra bên ngoài. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, đi theo. Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã theo ông lão lưng còng đến trước một dòng sông nhỏ, nước sông trong vắt, đáy sông là vô số đá cuội to bằng nắm tay. Diệp Huyên khó hiểu nhìn về phía ông lão lưng còng, lão nhẹ giọng nói, sông Kiếm Ý, là nơi các đời cường giả của kiếm tông ta lĩnh hội. Trong sông tụ hội kiếm ý của các cường giả trong tông. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Huyên, cậu hiểu chưa?
Diệp Huyên gật gật đầu, hiểu rồi. Đa tạ tiền bối. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, rồi hỏi tại sao? Ông lão lưng còng cười bảo, người đã truyền lại kiếm kỹ kia cho ngươi, vậy đã chứng minh cậu có duyên với kiếm tông chúng ta. Mà bây giờ, kiếm tông ở vùng thế giới này của chúng ta đã xuống dốc, những thứ này đều không có ai kế thừa, chẳng mấy chốc nó sẽ hoàn toàn biến mất. Mà cậu lại có tư cách kế thừa. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, cho dù thế nào đi nữa, vãn bối đa tạ. Ông lão lưng còng khẽ mỉm cười, sau đó đi khỏi. Diệp Huyên đến bờ sông, hắn ngồi xếp bằng xuống, chẳng mấy chốc hai loại kiếm ý đã xuất hiện ở xung quanh. Kiếm ý thiện ác. Khi hai loại kiếm ý này vừa xuất hiện, lòng sông bỗng nhiên sôi trào, cùng lúc đó, vô số kiếm ý xông thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên ngây người, như vậy là sao? Lúc này Diệp Huyên đang kinh hãi trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, những kiếm ý trong lòng sông kia đang muốn nuốt chửng kiếm ý của hắn. Căm thù. Sau khi bị Diệp Huyên mắng, kiếm ý thiện niệm vội vã vọt vào giúp đỡ, dù sao Diệp Huyên cũng là chủ nhân, nó không dám trái lời. Sau khi có thêm kiếm ý thiện niệm gia nhập vào, thế cuộc lại lần nữa thay đổi, nhưng kiếm ý thiện ác vẫn có chút khó khăn, bởi vì kiếm ý trong lòng sông thật sự quá nhiều. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, hắn vội nói, trước tiên cắn nuốt đám yếu đã, tấn công từ đứa yếu nhất dần lên. Sau khi nghe Diệp Huyên nói thế, kiếm ý thiện ác bắt đầu tập trung chọn đám kiếm ý yếu đuối nhất để cắn nuốt, cứ thế, qua hai ngày, kiếm ý trong lòng sông ngày càng ít, mà Diệp Huyên thì vui mừng phát hiện ra sau khi kiếm ý của hắn cắn nuốt đám kia xong, đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên có chút hưng phấn. Cứ vậy, khoảng 3 ngày sau, trong lòng sông chỉ còn hai loại kiếm ý, chính là kiếm ý thiện ác của Diệp Huyên. Chương 791, vào thì vào, người nghĩ ta sợ à? Mà giờ khắc này, sau khi cắn nuốt vô số loại kiếm ý, Diệp Huyên phát hiện kiếm ý của hắn đã mạnh lên ít nhất mấy lần so với khi trước. Sự phát hiện này khiến Diệp Huyên mừng rỡ không thôi. Kiếm tiên có phân tiểu kiếm tiên và đại kiếm tiên, mà hắn hiện tại hẳn là đại kiếm tiên. Bây giờ, nếu hắn dùng kiếm tiên linh, lại thêm rút kiếm định sinh tử, cộng vào hai loại kiếm ý, thì cường giả nguyên cảnh bình thường căn bản không thể chống lại hắn rồi. Đúng lúc này, ông lão lưng còng đi đến trước mặt Diệp Huyên. Lão đánh giá hắn một chút rồi mỉm cười bảo, bây giờ cậu hẳn đã là đại kiếm tiên rồi. Diệp Huyên gật đầu, chắc là thế. Ông lão lưng còng nhẹ giọng bảo, lão phu muốn nhờ tiểu hữu giúp một chuyện. Diệp Huyên nói, mời tiền bối nói. Ông lão lưng còng nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng bảo, ngày sau nếu tiểu hữu gặp lại người đã truyền kiếm kỹ cho cậu, mong cậu hãy nói cho người biết một tiếng, năm đó người diệt kiếm tông ta là tộc Bà Sa. Tộc này ở tinh vực Bà Sa. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nếu có thể gặp lại, ta nhất định sẽ truyền lời. Ông lão lưng còng mỉm cười, đại chiến năm đó, những đồ vật có giá trị trong tông đều bị cướp hết, nhưng trong đại điện vẫn còn một ít thứ, đó là một thanh kiếm ruột đá, hiện tại có tác dụng rất lớn với cậu lấy đi đi. Nói xong, thân thể lão dần trở nên mờ ảo. Diệp Huyên im lặng. Thật ra từ đầu hắn đã nhìn ra được ông lão lưng còng là thể linh hồn, hơn nữa chỉ mỏng manh một sợi mà thôi. Nói thẳng ra thì đối phương đã chết từ lâu rồi. Chẳng bao lâu sau, ông lão lưng còng đã hoàn toàn biến mất trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên thi lễ với phía trước một cái, sau đó xoay người rời đi. Hắn đi tới đại điện lúc trước, trong đại điện, hắn tìm được thanh kiếm ruột đá mà ông lão lưng còng nói. Kiếm ruột đá này chỉ to bằng lòng bàn tay, cầm lên rất vừa vặn. Mà Diệp Huyên phát hiện, lúc nắm chắc thanh kiếm ruột đá này, một luồng kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra từ thân kiếm, cuối cùng hội tụ lên trên cánh tay của hắn. Cỗ kiếm ý này không thua kém chút nào so với kiếm ý thiện ác của hắn. Diệp Huyên. Đại thần tầng 2 lạnh lùng nhìn Diệp Huyên nằm sõng trên đất ở phía xa xa, vào. Người óc heo à? Nếu ngươi đi vào thì người phụ nữ kia chỉ cần thổi hơi một cái thôi cũng giết chết được ngươi. Diệp Huyên có chút không phục, xin nhờ, bây giờ ta cũng mạnh lắm đấy, được chưa? Đại thần tầng 2 lạnh nhạt nói, thật à, vậy để ta xem ngươi mạnh được bao nhiêu. Nói xong,
nàng ta lập tức biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyên ngơ ngác, là sao? Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng trắng bệch, bỗng hắn xoay người, chớp mắt sau, hắn giơ hai tay lên, đầu hàng. Chương 792, ngươi muốn làm gì? Trước mặt Diệp Huyên là một con dị thú có dáng dấp y hệt như cái xác dị thú trên tầng thứ 3 trong tháp giới ngục. Chỉ là một cái xác thôi mà đã khiến đại thần tầng 2 phải kiêng kỵ đến vậy, nay đứng trước một con còn sống sờ sờ ở đây, bảo hắn làm sao mà không dè chừng cho được. Con dị thú nhìn hắn chòng chọc với đồng tử xoay tròn trong hốc mắt, nom quái dị vô cùng, nhưng lại không nhào tới tấn công. Thấy vậy, Diệp Huyên chậm rãi lùi về sau, ngặt nỗi hắn vừa nhích chân một bước thì nó đã sấn tới một bước, khiến hắn không thể không dừng lại. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt con dị thú bỗng tập trung vào bụng hắn. Một khắc sau đó, nó vồ tới. Nhìn thấy khí tức quái dị tỏa ra quanh thân nó, Diệp Huyên lập tức biến sắc, xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn đã rất nhanh rồi nhưng dị thú đuổi theo không khác gì một cơn gió. Dần ra, Diệp Huyên phát hiện dường như nó còn nhanh hơn hắn, nếu cứ tiếp tục thì hắn sớm muộn gì cũng bị nó tóm lấy. Vì vậy, hắn lập tức ngừng lại, rút kiếm tiên linh chém về sau nhau một nhát. Quỳnh! Con dị thú bị đánh bay đi trăm trượng trong nháy mắt nhưng Diệp Huyên vẫn không lạc quan hơn được chút nào, bởi vì trông nó chẳng có vẻ gì là hề hấn sau khi lãnh chọn một kiếm của hắn cả. Dị thú không thèm tránh, cứ thế lao thẳng vào đường kiếm của hắn. Ầm! Nó lại bay ra ngoài sau một tiếng nổ, Diệp Huyên cũng phải liên tục lùi lại đến hơn trăm trượng, sau khi dừng lại còn nôn ra một ngụm máu, rõ ràng đã bị trọng thương. Một chiêu vừa rồi đã khiến lục phủ ngũ tạng hắn bị tổn thương nặng nề, không những thế cơ thể còn bị một loại khí tức kỳ quái quấn quanh ăn mòn. Nếu không nhờ có khí hỗn độn chống đỡ, hắn đã toi mạng rồi. Nhưng Diệp Huyên phát hiện khí hỗn độn cũng chỉ có thể giúp hắn cầm cự nhất thời mà thôi, còn con dị thú kia vẫn lành lặn từ đầu đến chân, lại còn càng điên cuồng phẫn nộ hơn trước. Thấy nó lần nữa lồng lộn đuổi theo, Diệp Huyên tiếp tục chạy khi nhận ra hắn thật sự không thể làm nó suy xuyển mảy may. Chương 793, người đi vào là biết ngay. Có lẽ hắn có thể thử đối mặt nếu khởi động tháp giới ngục nhưng khi ấy cũng sẽ gặp càng nhiều phiền toái, bởi vì giản tự tại trong tháp chắc chắn khó ăn hơn con dị thú này nhiều. Trước mắt chỉ còn cách đi tìm người đàn ông cao lớn trong viên sơn mà thôi. Diệp Huyên nỗ lực tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã vọt đến trước một khu rừng rậm. Đúng lúc ấy, cảm nhận được con dị thú sau lưng bỗng dừng lại, hắn cũng dừng chân, quay lại nhìn nó, phát hiện trong đôi mắt thú là vẻ kiêng kỵ rõ mồn một. Kiêng kỵ ư? Trong khu rừng kia có thứ gì đó? Sắc mặt hắn trầm xuống khi nhận ra điều này, nhưng khi quay lại nhìn, những gì hắn thấy chỉ là những thân cây đồ sộ cao vút, cành cây trổ ra siêu vẹo khiến khu rừng trông như đang chơi thắt nút vậy. Cảnh tượng đầy vẻ quái gở như vậy khiến Diệp Huyên không dám bước vào. Từ khi đặt chân đến thế giới nhỏ này, hắn phát hiện nơi này không hề đơn giản, lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận. Thấy Diệp Huyên dừng lại, con dị thú lại ngoác mõm rít lên the thé khiến mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra. Sức mạnh khủng khiếp ấy làm khóe miệng Diệp Huyên không khỏi căng lên. Phát hiện dị thú vẫn không dám đặt chân đến gần, hắn khẽ dịch người sang bên muốn tránh thoát. Nào ngờ nó lại tiếp tục theo sát. Xem ra nó nhất định không chịu bỏ qua cho mình. Sắc mặt hắn trở nên âm u, lặng lẽ hỏi trong lòng, đại thần tầng 2, cánh rừng sau lưng ta có gì bất thường sao? Đối phương nhàn nhạt đáp, người đi vào là biết ngay. Hắn cười khổ, tiền bối à, nơi này kỳ quái như vậy, ta chỉ sợ vào rồi là không ra được nữa. Tự ngươi đi mà giải quyết. Phán xong. Nàng ta hoàn toàn im lặng. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, có chuyện gì? Không nghe được câu trả lời, Diệp Huyên cũng không hỏi lại nữa mà đi đến gần dị thú, phát hiện nó chưa chết hẳn, vẫn còn đang co giật từng chập với một vết thương trên cổ. Có thứ gì đã ra tay với nó mà hắn lại không nhìn thấy, không cần nghĩ cũng biết đó không phải thứ hắn có thể đối mặt vào giờ phút này. Diệp Huyên không đắn đo nữa, lập tức trốn đi. Nhưng hắn vừa nhấc chân lên, cái xác dị thú phía sau đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Đồng thời, một bóng đen bỗng nhiên lóe lên trước mặt hắn kèm theo một tràng cười quái dị.
Diệp Huyên đứng lại, lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Tuy không thấy ai nhưng hắn biết những thứ đó vẫn luôn ở quanh hắn. Chương 794, ta phải băm xác ả thành nghìn mảnh. Thứ có thể giết dị thú trong nháy mắt tất nhiên phải sở hữu thực lực hơn xa hắn, vì vậy không thể cứng đối cứng bằng vũ lực, chỉ có thể dùng trí. Diệp Huyên không nói gì, lặng lẽ nâng tay phải lên. Thanh kiếm trên đỉnh tháp vừa xuất hiện, một luồng kiếm thế hùng mạnh cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Ngươi đổi chiêu nào khác được không? Giọng giản tự tại vang lên bên tai, chỉ biết dùng mỗi chiêu này dọa người thôi à? Diệp Huyên lạnh lùng vặc lại, đích phải chuyện của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, giản ác ôn, cho dù ta có bỏ mạng cũng phải cho nổ tháp giới ngục, lấy mạng đổi mạng với ngươi. Giản tự tại khạc ra tiếng cười lạnh lẽo, nổ tháp. Ngươi đề cao bản thân quá rồi đấy. Diệp Huyên không để ý nàng ta nữa mà lại nhìn quanh, bốn bề an tĩnh như một nấm mồ. Suy nghĩ một hồi, hắn thu kiếm lại, guồng chân chạy nhưng nhanh chóng phát hiện có chạy thế nào cũng vẫn dậm chân tại chỗ. Nhận ra đối phương không muốn bỏ qua, gương mặt hắn tối sầm đi, trầm giọng thốt lên, vị tiền bối tránh trong bóng tối kia liệu có thể ra mặt trò chuyện được không? Chỉ có sự tĩnh lặng đáp lời. Đương lúc hắn đang ngây ra như trời trồng, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, giọng nói của giản tự tại lại vang lên trong tháp giới ngục, lần này ngươi tiêu đời rồi. Sau đó, bóng người mờ ảo kia lại xuất hiện cách Diệp Huyên không xa. Hắn vừa khẽ cử động một chút, bỗng nghe thấy một giọng trầm thấp vang lên trong đầu, người đó ở đâu? Hắn thấp giọng đáp, ngươi tìm nàng ấy làm gì? Một âm thanh như thú giống ầm ầm vang lên, ta phải băm xác ả thành nghìn mảnh. Thôi xong. Diệp Huyên nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, thì ra người này có thủ oán với cô gái váy trắng kia. Chương 795, tại sao ngươi giữ kiếm của ả? Có thủ oán. Diệp Huyên cười không nổi, cứ tưởng lần này lại chuyển nguy thành an tiếp, nhưng không ngờ đối phương lại có thủ với cô gái váy trắng. Lần này xong đời rồi. Lúc này, bóng mờ bỗng bay tới trước mặt Diệp Huyên. Cho dù đứng gần như vậy nhưng Diệp Huyên vẫn không tài nào thấy được dáng vẻ của đối phương. Rốt cuộc thứ này là gì? Diệp Huyên thấy rất nghi hoặc. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, người đó ở đâu? Giọng nói của đối phương đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Diệp Huyên nặng nề đáp, ta cũng không biết nàng ấy ở đâu. Tại sao ngươi giữ kiếm của ả? Giọng nói kia lại vang lên. Diệp Huyên, tình cờ có được. Giọng nói của người thần bí trở nên lạnh lùng, bảo ả đến đây. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ nàng ấy không có ở vùng tinh vực này, ngươi thả ta ra đi, đợi khi nào nàng ấy đến tìm ta thì ta sẽ bảo đến gặp ngươi, được không? Lúc này, những cành cây kia bỗng nhiên tăng số lượng lên, Diệp Huyên cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung. Tên này định động thủ. Diệp Huyên vội vàng nói, đánh không lại người lớn thì tìm trẻ nhỏ bắt nạt à. Ta khinh thường ngươi. Bỗng nhiên những cành cây đó dừng lại. Một lát sau, những cành cây quanh thân Diệp Huyên chớp mắt đã biến mất hết, Diệp Huyên được thả tự do lại. Diệp Huyên thấy khó hiểu. Người thần bí nói, ta không bắt nạt hậu bối của ả, nếu có ngày ả đến tìm ngươi thì nhớ truyền lời lại, bảo ả đến đây tìm ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhất định sẽ truyền lời. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này người bí ẩn kia lại lên tiếng, ngươi là truyền nhân của ả. Sao lại kém cỏi như vậy? Nghe thế, mặt Diệp Huyên đen xì lại, bây giờ ta còn chưa đến 20, với chừng ấy tuổi, chẳng lẽ ta có thể nghịch thiên được sao? Người thần bí im lặng trong chốc lát, chẳng mấy chốc sau, gã xuất hiện lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bấy giờ, Diệp Huyên đã nhìn rõ được ngoại hình của đối phương. Rất giống với nhân loại, nhưng lại có chỗ khác biệt, lỗ tai của gã rất nhọn, vóc người cao gầy, toàn thân như được tạo từ năng lượng tối. Người ám ma. Lúc này, giọng nói của đại thần tầng 2 bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyên, trong giọng nói mang theo sự nghiêm túc. Người ám ma. Diệp Huyên vội hỏi ở trong lòng, là sao? Đại thần tầng 2 lạnh nhạt đáp, một chủng tộc cổ xưa, đã từng rất nổi tiếng, vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau đó chẳng biết vì sao lại bỗng mai danh ẩn tích.
không ngờ lại gặp được một người ám ma ở đây. Nói đến đây, nàng ta hơi dừng lại một lát, sau đó nói, vùng thế giới này không tầm thường đâu, lúc trước ngươi gặp được người đàn ông cao lớn ở trong lòng núi kia, hẳn là tộc khổng lồ, cũng là một danh tộc từng cực kỳ nổi tiếng, đáng tiếc sau đó lại biến mất không rõ nguyên nhân. Người ám ma vung tay phải lên, chẳng mấy chốc, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, trong màn ánh sáng đó chính là vùng thế giới này. Đột nhiên, có chuyện bất ngờ xảy ra, bầu trời phía trên vùng thế giới này bỗng dưng tối sầm lại, ngay sau đó, một tàu chiến màu đen xuất hiện, gần như che khuất cả vùng trời nơi đây. Sau đó lại liên tục có bóng đen không ngừng bay xuống từ trên không trung. Dị thú. Những bóng đen này đúng là loài dị thú hắn từng gặp khi nãy. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên thấy được người ở vùng thế giới này bắt đầu phản kích, trong đó có kiếm tu, có người tộc cự nhân, cũng có người ám ma. Chương 796, dòng dã 3 vạn năm. Khốc liệt. Bởi vì cường giả ở vùng thế giới này bị nghiền ép thẳng thừng, những dị thú kia cực kỳ hung hãn, chúng mạnh đến mức gần như đẩy cường giả ở vùng thế giới này vào cảnh tuyệt vọng. Ngay lúc vùng thế giới này gần như sắp bị hủy diệt, một cô gái váy trắng bỗng xuất hiện ở trên tàu chiến đen xì kia. Cô gái váy trắng liếc nhìn xuống dưới, thần thức không ngừng quét khắp xung quanh, như thể đang tìm kiếm gì đó. Nhưng nàng ấy không hề quan tâm đến trận ác chiến ở phía dưới. Một lát sau, cô gái váy trắng thu tầm mắt lại, nàng ấy chậm rãi khép mắt, nhẹ giọng nói, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Nàng ấy đã vượt qua vô số tinh vực, đi qua vô số thế giới, chỉ để tìm một người. Tinh vực mênh mông, muốn tìm được một người, khó biết nhường nào. 3 vạn năm. Dòng dã 3 vạn năm. Cô gái váy trắng mở mắt ra, nàng ấy nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt có chút mờ mịt. Thời khắc này, cô gái váy trắng lộ ra vẻ cô đơn khôn xiết. Một lát sau, cô gái váy trắng định rời đi. Mà đúng lúc này, một con dị thú khổng lồ bỗng xuất hiện ở trên đầu nàng ấy. Con dị thú này to lớn vô cùng, chỉ ít phải to hơn gấp trăm lần con Diệp Huyên thấy, tưởng chừng nó đã che khuất bầu trời. Dị thú hạ mắt nhìn xuống cô gái váy trắng, trong mắt có chút kiêng kỵ, cô gái, cô rất mạnh. Cô gái váy trắng liếc nhìn dị thú, không nói gì cả, nàng ấy tiếp tục bay về vùng tinh không nơi cuối chân trời. Bị làm lơ. Con dị thú giận tím mặt, nó đột nhiên gầm lên một tiếng về phía cô gái váy trắng, nhưng đúng lúc này, cô gái váy trắng bỗng quay đầu lại, ánh mắt của nàng ấy rất bình tĩnh, phải nói là hờ hững, giống như đang nhìn một con kiến hôi vậy. Ánh mắt đó khiến con dị thú thấy khó chịu, nó rít lên với cô gái váy trắng. Một luồng khí quái dị bay thẳng về phía nàng ấy, nơi nào luồng khí này đi qua thì không gian ở đó đều bị xóa trắng. Cô gái váy trắng lạnh lùng nhìn con dị thú kia, sau một khắc, nàng ấy xòe tay phải ra, một thanh kiếm hư ảo chợt xuất hiện trên đỉnh đầu con dị thú kia, nàng ấy xoay tay phải lại, đè xuống. Kiếm hạ xuống. Oanh! Con dị thú phía xa xa kia bị chiêu kiếm đó xuyên thẳng qua, cùng lúc ấy. Thanh kiếm tiếp tục hạ thẳng xuống đâm vào chiếc tàu chiến đen xì. Người ám ma nói, được. Diệp Huyên gật đầu, xoay người rời đi. Hắn không biết lúc cô gái váy trắng đi ngang qua nơi này đã xảy ra chuyện gì với tộc ám ma, nhưng hắn có thể xác định rằng, cô gái váy trắng bình thường sẽ không gây chuyện với người ta trước, bởi vì có rất ít chuyện khiến nàng ấy để ý. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến hắn. Diệp Huyên chuẩn bị rời khỏi vùng thế giới này, bởi vì ở đây quá nguy hiểm, hắn không muốn tiếp tục dạo chơi ở đây nữa. Chẳng bao lâu sau, Diệp Huyên bay đến giữa trời, mà lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chương 797, ta chưa từng nghe bao giờ. Tông chủ Mạc Ngôn Tiêu của Thượng Tiêu Tông. Mạc Ngôn Tiêu liếc nhìn Diệp Huyên, đệ tử của Thượng Tiêu Tông ta là do ngươi giết. Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Mạc Ngôn Tiêu lạnh lùng nói, học sinh học viện đạo nhất của ngươi đến cùng lúc với đệ tử Thượng Tiêu Tông ta, mà học viên đạo nhất đều sống sót đi ra, vậy mà đệ tử Thượng Tiêu Tông ta vẫn chưa thoát ra ngoài. Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, hình như chuyện này không liên quan gì đến ta. Mạc Ngôn Tiêu híp mắt lại, vẻ mặt không thân thiện cho lắm. Lúc này,
Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Mạc Tông Chủ, đệ tử của ông biến mất ở dưới kia, ông cảm thấy Diệp Huyên ta có năng lực diệt sạch bọn họ với sức một người. Mạc Ngôn Tiêu im lặng. Bởi vì trong mắt ông ta, một mình Diệp Huyên quả thật không thể diệt sạch toàn bộ đệ tử Thượng Tiêu Tông được. Như nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn Diệp Huyên, nhưng ngươi hẳn phải biết bọn họ đã chết như thế nào. Diệp Huyên cười nói, nếu tiền bối muốn biết thì tự xuống đó điều tra một lượt là biết đáp án ngay thôi. Vãn bối còn có việc, không theo chân được. Nói xong, hắn lập tức ngự kiếm bay mất ở nơi xa xa. Mạc Ngôn Tiêu đứng tại chỗ trầm mặc một lát, sau đấy ông ta bay xuống phía dưới, chỉ chốc lát, ở đấy đã truyền đến từng tiếng đánh nhau vang dội. Còn Diệp Huyên thì trở về đạo nhất thành, đến tiệm rèn, vậy mà lúc này đây, tiệm rèn vốn đã được hắn sửa sang lại nay đã thành một đống phế tích. Xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyên sầm mặt lại, vội vã liên lạc với Vân Thắng, nhưng chẳng hề có hồi âm. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyên đang định nói chuyện thì ông ta đã nói với giọng nặng nề, đi theo ta. Nói xong, đại trưởng lão lập tức dẫn Diệp Huyên về học viện đạo nhất. Trong điện đạo nhất, các trưởng lão và đạo sư đều có mặt. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại trưởng lão khẽ gật đầu, Vân Thắng bị người nhà họ Vân dẫn đi rồi, bọn họ còn yêu cầu học viện đạo nhất ta giao cậu ra nữa. Ngoài ra, nhà họ Độc Cô ở thiên vực cũng phái người đến trước, yêu cầu học viện đạo nhất phải giao người trong vòng 3 ngày tới, nếu không, bọn họ sẽ ra tay. Nhà họ Độc Cô. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là gia tộc nào? Ta chưa từng nghe bao giờ. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, cậu có chắc là chưa từng nghe? Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Đại trưởng lão nặng nề nói, cậu đến từ nhà họ Diệp ở Thanh Thành, vậy còn mẫu thân cậu đâu? Mẫu thân. Nghe thế, Diệp Huyên sững người, Ngôn Tình hay. Bà ấy đến từ nhà họ Độc Cô. Trong điện, Diệp Huyên trầm mặc. Cô gái váy trắng liếc nhìn dị thú, không nói gì cả, nàng ấy tiếp tục bay về vùng tinh không nơi cuối chân trời. Bị làm lơ. Con dị thú giận tím mặt, nó đột nhiên gầm lên một tiếng về phía cô gái váy trắng, nhưng đúng lúc này, cô gái váy trắng bỗng quay đầu lại, ánh mắt của nàng ấy rất bình tĩnh, phải nói là hờ hững, giống như đang nhìn một con kiến hôi vậy. Ánh mắt đó khiến con dị thú thấy khó chịu, nó rít lên với cô gái váy trắng, một luồng khí quái dị bay thẳng về phía nàng ấy, nơi nào luồng khí này đi qua thì không gian ở đó đều bị xóa trắng. Cô gái váy trắng lạnh lùng nhìn con dị thú kia. Sau một khắc, nàng ấy xòe tay phải ra, một thanh kiếm hư ảo chợt xuất hiện trên đỉnh đầu con dị thú kia, nàng ấy xoay tay phải lại, đè xuống. Kiếm hạ xuống. Oanh! Con dị thú phía xa xa kia bị chiêu kiếm đó xuyên thẳng qua, cùng lúc ấy, thanh kiếm tiếp tục hạ thẳng xuống đâm vào chiếc tàu chiến đen xì. Ầm! Toàn bộ chiếc tàu chiến nổ tung, vô số dị thú chết thảm. Trên không trung, cơ thể con dị thú kia trở nên mờ ảo, nó khó hiểu nhìn cô gái váy trắng, ta không biết cô mạnh như vậy. Âm thanh nhỏ dần, nó hóa thành hư vô. Giữa không trung, cô gái váy trắng đang định rời đi thì bỗng nhiên nàng ấy lại cúi xuống nhìn về nơi nào đó, nàng ấy khẽ nhíu mày, tên kia. Giọng nói nhỏ dần, nàng ấy biến mất không còn thấy đâu, chẳng mấy chốc nàng ấy đã bay đến trên cánh rừng rậm nơi Diệp Huyên đang đứng. Mà nhìn vẻ mặt thì có vẻ như nàng ấy chỉ đi ngang qua. Nhưng đúng lúc này, trong cánh rừng bỗng có một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bắn thẳng lên trời. Hình ảnh biến mất. Diệp Huyên nhìn người trước mặt. Người ám ma, không cần phải nói cũng biết khi cô gái váy trắng đi ngang qua cánh rừng này, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Người ám ma trước mặt Diệp Huyên nói, đó chính là chuyện đã xảy ra ở vùng thế giới này. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nếu nàng ấy tới tìm ta, ta sẽ bảo nàng ấy đến đây một chuyến. Đương nhiên, có tới hay không là chuyện của nàng ấy, nhưng mà ta chắc chắn sẽ truyền lại lời của ngươi. Người ám ma nói, được. Diệp Huyên gật đầu, xoay người rời đi. Hắn không biết lúc cô gái váy trắng đi ngang qua nơi này đã xảy ra chuyện gì với tộc ám ma, nhưng hắn có thể xác định rằng, cô gái váy trắng bình thường sẽ không gây chuyện với người ta trước, bởi vì có rất ít chuyện khiến nàng ấy để ý.
Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến hắn. Diệp Huyên chuẩn bị rời khỏi vùng thế giới này, bởi vì ở đây quá nguy hiểm, hắn không muốn tiếp tục dạo chơi ở đây nữa. Chẳng bao lâu sau, Diệp Huyên bay đến giữa trời, mà lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tông chủ Mạc Ngôn Tiêu của Thượng Tiêu Tông. Mạc Ngôn Tiêu liếc nhìn Diệp Huyên, đệ tử của Thượng Tiêu Tông ta là do ngươi giết. Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Mạc Ngôn Tiêu lạnh lùng nói, học sinh học viện đạo nhất của ngươi đến cùng lúc với đệ tử Thượng Tiêu Tông ta, mà học viên đạo nhất đều sống sót đi ra, vậy mà đệ tử Thượng Tiêu Tông ta vẫn chưa thoát ra ngoài. Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, hình như chuyện này không liên quan gì đến ta. Mạc Ngôn Tiêu híp mắt lại, vẻ mặt không thân thiện cho lắm. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Mạc Tông Chủ, đệ tử của ông biến mất ở dưới kia, ông cảm thấy Diệp Huyên ta có năng lực diệt sạch bọn họ với sức một người. Mạc Ngôn Tiêu im lặng. Bởi vì trong mắt ông ta, một mình Diệp Huyên quả thật không thể diệt sạch toàn bộ đệ tử Thượng Tiêu Tông được. Như nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn Diệp Huyên, nhưng ngươi hẳn phải biết bọn họ đã chết như thế nào. Diệp Huyên cười nói, nếu tiền bối muốn biết thì tự xuống đó điều tra một lượt là biết đáp án ngay thôi. Vãn bối còn có việc, không theo chân được. Nói xong, hắn lập tức ngự kiếm bay mất ở nơi xa xa. Mạc Ngôn Tiêu đứng tại chỗ trầm mặc một lát, sau đấy ông ta bay xuống phía dưới, chỉ chốc lát, ở đấy đã truyền đến từng tiếng đánh nhau vang dội. Còn Diệp Huyên thì trở về đạo nhất thành, đến tiệm rèn, vậy mà lúc này đây, tiệm rèn vốn đã được hắn sửa sang lại nay đã thành một đống phế tích. Xảy ra chuyện rồi. Đại trưởng lão nặng nề nói, cậu đến từ nhà họ Diệp ở Thanh Thành, vậy còn mẫu thân cậu đâu? Mẫu thân? Nghe thế, Diệp Huyên sững người. Bà ấy đến từ nhà họ Độc Cô. Trong điện, Diệp Huyên trầm mặc. Chương 798, vậy quyết rồi nhé. Trong ký ức của hắn, người phụ nữ đó đã phai nhòa đi rất nhiều rồi. Hoặc phải nói, hắn gần như đã sắp quên mất. Hận. Nói không hận là giả dối, phải biết rằng, lúc người đó bỏ đi, hắn chỉ mới 12 tuổi mà thôi. Cũng vì sự bỏ đi đột ngột ấy, hắn với muội muội mới suýt nữa đã chết thảm ở phủ nhà họ Diệp. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm người đó. Mà bây giờ, người trong gia tộc bà ấy lại đến tìm hắn. Trên đại điện, đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, nếu cậu không muốn về nhà họ Độc Cô, học viện đạo nhất ta sẽ bảo vệ cậu đến cùng, còn nếu cậu muốn trở về, chúng ta cũng sẽ không ngăn. Nhưng mà, lần này nhà họ Độc Cô bảo cậu trở về, hẳn là không có thiện ý gì. Chấm than, Diệp Huyên cau mày lại, không có thiện ý. Đại trưởng lão có ý gì? Đại trưởng lão trầm giọng nói, theo ta suy đoán, bọn họ có thể là vì món chí bảo ở trên người ngươi. Diệp Huyên im lặng một chốc rồi bảo, ta có thể gặp bọn họ một lần không? Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ta sẽ thu xếp. Diệp Huyên thi lễ một cái, sau đó lui xuống. Trong điện, đại trưởng lão khẽ thở dài, hắn đúng là một hạt giống tốt, đáng tiếc trên người lại mang báu vật, ta sợ học viện đạo nhất không gánh nổi hắn. Phía dưới, một ông lão cũng gật đầu, đúng vậy, nếu hắn còn ở lại học viện đạo nhất, e là học viện chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trong điện, mọi người rơi vào trầm mặc. Bởi vì từ trước đến giờ đã có rất nhiều người đến học viện đạo nhất kiếm Diệp Huyên. Mà học viện đạo nhất cũng đã ngăn được rất nhiều người giúp Diệp Huyên, bao gồm cả nhà họ Vân và nhà họ Độc Cô. Nếu như không nhờ học viện đạo nhất, hai gia tộc này e là đã tìm thẳng mặt Diệp Huyên rồi. Mà bọn họ biết rõ, học viện đạo nhất không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Bảo vật đứng đầu bảng treo thưởng tinh tế, chuyện này thật sự quá mê hoặc với vô số thế lực. Lúc này, đại trưởng lão đứng lên, ông ta khẽ thở dài, tên viện trưởng này, chẳng biết có trở về không nữa. Nghe thế, mọi người trong điện đều cười khổ. Vì vị viện trưởng này đã mấy năm không trở về học viện rồi. Diệp Huyên về lại nhà gỗ của mình, lúc này đây, đám Minh Khôn đang đợi hắn. Thấy Diệp Huyên bình an trở về, đám Minh Khôn thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên gật đầu, nếu phải đánh nhau,
chắc chắn sẽ gọi mọi người đến mà. Tiêu Qua cười bảo, vậy quyết rồi nhé. Diệp Huyên gật đầu, cười bảo, rồi rồi, tối nay các huynh đệ tú môn chúng ta tụ tập làm một bữa đi. Trong chốc lát, trong phòng đã vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Chương 799, đúng là phiền phức thật. Nửa đêm, Diệp Huyên ra khỏi nhà gỗ, hắn ngồi trước thềm nhà, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trên bầu trời đêm nọ, có một vầng trăng đang treo lửng. Diệp Huyên ngồi lặng thinh như thế một lát, Minh Khôn bỗng đi ra, ngồi cạnh hắn. Minh Khôn nhìn về phía Diệp Huyên, là nhà họ Vân và nhà họ Độc cô đến tìm huynh đấy, huynh có biết hai nhà này không? Diệp Huyên lắc đầu. Minh Khôn nói với vẻ nặng nề, ở thiên vực, có một vài gia tộc quyền thế, mà nhà họ Độc cô là một trong số đó, thế lực của bọn họ vô cùng khổng lồ, sức ảnh hưởng cũng rất lớn, nhất là mấy trăm năm trước, khắp thiên vực này. Dù có là vị ương cung cũng phải kiêng kỵ gia tộc họ ba phần. Nhưng những năm gần đây, nhà họ Độc cô dần tàn lụi, không còn yêu nghiệt xuất chúng nào nữa, thế nhưng gốc gác của bọn họ vẫn không hề thay đổi. Chấm than, nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, học viện đạo nhất ta không thể đối kháng với họ được, trừ khi đang là thời kỳ hoàng kim có mục tổ sư tỏa chấn, khi ấy thì có thể đối chọi được một, hai. Nhưng bây giờ, nếu song phương thật sự muốn liều chết, thì học viện đạo nhất không có phần thắng. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, còn nhà họ Vân thì sao? Minh Khôn nói, nhà họ Vân là thế gia về đúc khí, ở thiên vực có địa vị tách biệt, bởi vì rất nhiều thế lực cũng phải đến tìm bọn họ đúc vũ khí, cho dù là vị ương cung cũng phải nhờ vả bọn họ. Thực lực của bọn họ dù không mạnh mẽ như nhà họ Độc cô, nhưng vòng giao thiệp của họ lại không phải là thứ mà nhà họ Độc cô có thể so sánh được. Diệp Huyên cười khổ, nói cách khác, ta chỉ còn đường chết. Minh Khôn trầm mặc một lát, sau đó nói, Diệp Huynh có thể khiến hai thế lực này nhầm vào, hẳn là phải có chỗ bất phàm, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu cười, bất phàm gì chứ? Chắc Huynh cũng nghe qua rồi, trên người ta có một bảo vật, nếu nó vẫn còn ở đây, thì cả đời này ta cũng không bớt phiền được. Minh Khôn khẽ gật đầu, hắn ta nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh. Chí bảo đó thật sự ở trên người huynh sao? Diệp Huyên cười nói, huynh đoán xem. Minh Khôn cười trừ, vậy là Diệp Huynh có cơ duyên ngàn năm rồi. Nhưng mà nếu chí bảo cỡ đó ở trên người thì đúng là phiền phức thật. Nói đến đây, hắn ta hơi dừng lại, rồi nói, bây giờ cũng chỉ có thể xem học viện có thể trụ vững trước áp lực của hai thế lực kia hay không thôi. Diệp Huyên cười cười, không nói gì nữa. Trời vừa hửng sáng, đại trưởng lão đã đến trước nhà Trúc, Diệp Huyên đứng dậy, cười nói, đi thôi. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó dẫn Diệp Huyên đến một quán trà trong đạo nhất thành. Trong quán trà, Diệp Huyên gặp một ông lão này mặc một bộ cẩm bào lộng lẫy, trên ngón cái tay phải đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc, trên đó có khắc hai chữ nhỏ, Độc cô. Mà sau lưng ông lão có hai người áo đen đứng canh giữ. Đại trưởng lão dẫn Diệp Huyên đến trước mặt ông lão, lúc này, ánh mắt ông lão dừng lại trên người Diệp Huyên, đánh giá hắn một chút, rồi nói kiếm tiên chưa đến 20 tuổi, hơn nữa sức chiến đấu vượt xa kiếm tiên bình thường. Ngươi không hổ là có dòng máu của nhà họ Độc cô ta. Một lát sau, ông lão mặc cẩm bào lạnh nhạt nói, lần này lão phu đến không phải để đấu võ miệng với ngươi. Giao vật kia ra, theo ta về nhà họ Độc cô. Giọng điệu ra lệnh. Diệp Huyên cười bảo, không thì sao. Ông lão mặc cẩm bào cười gần, ngươi có thể thử xem thử học viện đại nhất có giữ được ngươi không. Chương 800, yêu nghiệt đến mức nào. Đại trưởng lão ở bên cạnh bỗng lên tiếng, các hạ, thiên phú của hắn cho dù có là đến thiên vực cũng được xem là tài hoa, lẽ nào nhà họ Độc cô cũng không tha cho hắn. Ông lão mặc cẩm bào im lặng. Thật ra nhà họ Độc cô đã điều tra Diệp Huyên. Với thiên phú của hắn, bọn họ quả thật có hơi khiếp sợ. Người như thế nếu ở lại nhà họ Độc cô, thì với bọn họ mà nói, chắc chắn là một chuyện tốt. Thế nhưng toàn bộ nhà họ Độc cô không ai dám giữ Diệp Huyên cả. Bởi vì mẫu thân của Diệp Huyên đến nay vẫn còn đang bị giam trong vô gian luyện ngục. Không chỉ thế, bởi vì mẫu thân của Diệp Huyên mà thế gia siêu cấp họ cổ ở thiên vực đến nay vẫn không chịu nguôi giận. Nếu nhà họ Độc cô nhận Diệp Huyên về, e là sẽ chọc giận nhà họ cổ.
Hơn nữa, nhà họ Độc cô cũng sợ, sợ Diệp Huyên hoàn toàn trưởng thành rồi sẽ trở mặt thành thù với gia tộc. Chấm than, nhà họ Độc cô không muốn nuôi ong tay áo. Bởi vậy, Diệp Huyên càng yêu nghiệt, nhà họ Độc cô lại càng kiêng kỵ, càng không yên lòng. Ông lão mặc cẩm bào hoàn hồn lại, lão nhìn Diệp Huyên, giọng điệu lạnh lùng, giao đồ ra, theo ta về nhà họ Độc cô, có lẽ còn có thể sống. Còn có thể sống. Nghe vậy, đại trưởng lão trao mày lại, đầu óc nhà họ Độc cô có bệnh à? Thiên tài như Diệp Huyên, nếu có thể lưu lại trong tộc bồi dưỡng đàng hoàng, ngày sau chắc chắn sẽ là cường giả siêu cấp một phương. Mà nhà họ Độc cô này lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Diệp Huyên ngồi trước mặt ông lão mặc cẩm bào, cười nói, thật ra ông cũng biết rõ mà, nếu ta về với ông thì chỉ có một con đường chết, hoặc là sống không bằng chết. Đúng không? Ông lão mặc cẩm bào lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ta đã rõ ý của ngươi rồi. Nói xong, lão đứng lên, để rồi xem, học viện đạo nhất không gánh nổi hai huynh muội các ngươi đâu. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bật dậy, hắn nhếch miệng nở nụ cười, sao? Còn kéo thêm muội muội của ta vào. Ông lão mặc cẩm bào cười gằn, hai huynh muội ngươi đều chạy không thoát. Ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém. Kiếm trong tay Diệp Huyên là tiên linh, mà chiêu kiếm này là nhất kiếm định sinh tử kết hợp với thuật rút kiếm. Một chiêu kiếm rút ra, toàn bộ quán trà lập tức nổ tung, không chỉ mỗi quán trà, ngay cả không gian bốn phía cũng bị chiêu này làm nứt toác. Tất cả mọi người đều không ngờ Diệp Huyên lại đột nhiên ra tay, nhất là ông lão mặc cẩm bào, vì thế khi Diệp Huyên đã tung chiêu ra rồi, lão mới phản ứng lại được. Nhưng lúc này đã chậm rồi. Bởi thế, lão chỉ có thể vung tay phải lên theo bản năng, muốn đỡ lại chiêu kiếm của Diệp Huyên. Kiếm của Diệp Huyên hạ xuống. Một chiêu kiếm. Đối phương chỉ dùng một chiêu kiếm đã phá hủy cơ thể lão. Yêu nghiệt đến mức nào? Ông lão mặc cẩm bào nhìn Diệp Huyên ở phía xa xa, trong lòng cuồn cuộn dâng sóng trào. Chương 801, chúng ta có thể chịu đựng được. Không chỉ có ông lão mặc cẩm bào, mà ngay cả đại trưởng lão đứng bên cạnh cũng sợ ngây cả người. Ông ta biết sức chiến đấu của Diệp Huyên vô cùng mạnh, ngay cả cường giả nguyên cảnh cũng dễ dàng đánh bại được. Thế nhưng ông ta không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, thực lực của Diệp Huyên đã tăng tiến đến mức độ này. Phải biết, ông lão mặc cẩm bào phải mạnh ngang ngửa ông ta. Nhưng lại không đỡ được một chiêu kiếm của Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên nhấc kiếm đi đến phía ông lão mặc cẩm bào, hắn mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta thấy sợ hãi. Dần dần, nụ cười của hắn trở nên dữ tợn hơn, hắn nâng kiếm chỉ vào ông lão mặc cẩm bào, nhà họ Độc cô cái đếch gì, dám nhăm nhe muội muội của ta, ông đây nói cho các người biết, ông không đội trời chung với các ngươi. Nói xong, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chấm than, với Diệp Huyên mà nói, muội muội vĩnh viễn là vảy ngược của hắn. Ai dám chạm vào, kẻ đó chết. Ông lão đã trong trạng thái linh hồn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mặt lão cực kỳ dữ tợn, Diệp Huyên, ngươi đang tự tìm cái chết đấy. Ngươi! Lão vừa nói tới đây, Diệp Huyên ở đằng xa đã xông về phía lão. Mặt ông lão mặc cẩm bào biến sắc, nhưng lão nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời lão vung hai tay lên, một luồng linh hồn lực mạnh mẽ cuộn trào về phía Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên đâm một nhát. Chiêu kiếm này vừa ra, luồng linh hồn lực kia lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, thanh kiếm này đâm vào giữa lông mày ông lão mặc cẩm bào một cách dễ như trở bàn tay. Nhất kiếm định hồn. Chiêu kiếm này của Diệp Huyên có thể nói là khắc tinh của mọi linh hồn. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Linh hồn của ông lão mặc cẩm bào đang tan biến với tốc độ cực nhanh, lão nhìn Diệp Huyên đầy hoảng sợ, ngươi. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Diệp Huyên không trả lời lão, hắn quay đầu nhìn về phía hai người áo đen khác. Hai người kia đổi sắc mặt, xoay người định bỏ đi. Nhưng lúc này Diệp Huyên tức khắc biến mất tại chỗ. 15 phút sau, hai người áo đen cũng nằm dưới đất. Cách đó không xa, đại trưởng lão im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đại trưởng lão, ta muốn rời khỏi học viện đạo nhất.
Đại trưởng lão trầm giọng bảo, chúng ta có thể chịu đựng được. Diệp Huyên gật đầu, sau khi rời khỏi học viện đạo nhất, ta sẽ thu hút sự chú ý của nhà họ Độc cô, họ sẽ không đến làm phiền con bé. Nói tới đây, hắn thi lễ với đại trưởng lão, trong khoảng thời gian này đã được học viện chăm sóc, Diệp Huyên đa tạ. Đại trưởng lão, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Dứt lời, hắn quay lưng rời đi. Cậu muốn đi đâu? Chương 802, sư phụ, chúng ta đi thôi. Đại trưởng lão bỗng nhiên hỏi. Diệp Huyên dừng bước, đại trưởng lão, người nhà họ Vân đưa Vân Thắng tiền bối về thiên vực rồi sao? Đại trưởng lão lắc đầu, vẫn chưa. Họ còn ở đạo nhất thành, họ muốn học viện đạo nhất giao cậu ra. Diệp Huyên gật đầu, sau khi về, đại trưởng lão có thể tuyên bố với bên ngoài, cứ nói Diệp Huyên ta không còn là đệ tử của học viện đạo nhất nữa. Nói xong, hắn biến mất ở cuối chân trời. Đại trưởng lão đứng tại chỗ khẽ thở dài, thật ra ông ta muốn giữ Diệp Huyên lại. Bởi vì thực lực mà Diệp Huyên thể hiện ra thật sự quá đáng sợ. Đáng sợ tới mức khiến ông ta phải khiếp đảm. Có lẽ loại thiên tài này sẽ đưa học viện đạo nhất trở lại với sự huy hoàng năm ấy. Nhưng ông ta biết rõ rằng đạo nhất sẽ bị tiêu diệt trước khi chờ đến ngày đó. Một lát sau, đại trưởng lão lắc đầu thở dài, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi học viện đạo nhất, Diệp Huyên đến đạo nhất thành. Diệp Huyên đi tới một quán rượu. Hắn vừa bước đến phía trước quán rượu, một ông lão đã xuất hiện trước mặt hắn. Trên ngực trái của ông lão có một chữ Vân nhỏ. Nhà họ Vân. Ông lão nhìn Diệp Huyên, cười khẩy, loại như ngươi mà xứng nhận truyền thừa thuật đúc khí của nhà họ Vân ta. Ta. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém. Xoẹt. Đầu của ông lão văng ra ngoài mà không hề báo trước. Một phát giết chết ngay lập tức. Diệp Huyên vào quán rượu. Trong quán rượu, hắn nhìn thấy Vân Thắng, toàn thân lão ta bị trói bằng loại xích sắt không biết tên, mặt mày tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Vân Thắng nhìn Diệp Huyên chém một nhát, những sợi xích sắt kia lập tức nứt ra. Diệp Huyên bước tới trước mặt Vân Thắng, hắn bảo, sư phụ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cõng Vân Thắng bước ra khỏi quán rượu, nhưng hắn vừa ra ngoài đã bị một người đàn ông trung niên chặn đường. Vân Thắng chợt nói, Vân Long, một trong bốn hộ pháp của nhà họ Vân ta. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, Đường huynh, ánh mắt của huynh cũng kém thật đó, loại người không có gân cốt đúc khí này mà huynh cũng để ý được à. Vân Thắng đang định trả lời, lúc này Diệp Huyên đột nhiên lao nhanh tới trước rồi chém một nhát. Người đàn ông trung niên nheo mắt, gã vung tay phải, một thanh trường đao chém ra. Cách đó vài chục trượng, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lúc này trong mắt gã không có một chút khinh thường. Diệp Huyên đang định ra tay thì Vân Thắng trên lưng hắn chợt lên tiếng, rời khỏi đây trước đã. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Sau đó đưa Vân Thắng biến mất ngay tại chỗ. Ngôn Tình Hoàn. Vân Long do dự một lát, cuối cùng vẫn không chọn đuổi theo. Chương 803, món cuối cùng không có tên. Một lát sau, gã lấy một lá bùa truyền âm ra rồi bóp nát. Bên ngoài thành. Vân Thắng yêu cầu Diệp Huyên dừng lại, lão ta nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt hơi phức tạp. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, sư phụ, người không sao chứ? Vân Thắng lắc đầu thở dài, ta vốn là con trai thứ ba của gia chủ đời trước nhà họ Vân. Ta là người có thiên phú và thành tựu cao nhất trong gia tộc, ta tự nhiên cũng nên là gia chủ nhà họ Vân. Đáng tiếc ta chỉ say mê con đường đúc khí, không giỏi quyền mưu, cuối cùng nhà họ Vân đã rơi vào tay đại ca của ta. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Huyên, người có biết tại sao họ nhất quyết không chịu bỏ qua cho ta không? Diệp Huyên tiếp lời, để nhổ cỏ tận gốc sao? Vân Thắng cười khẽ, đây chỉ là một trong số đó, còn có một nguyên nhân thật sự khác, đó là ông ta muốn lấy bảo vật gia truyền, lô tạo hóa, và bản đồ thần binh của nhà họ Vân ta. Lô tạo hóa này do tổ tiên nhà họ Vân ta tình cờ đoạt được, bất cứ thứ gì được tạo ra bởi lô này đều là cực phẩm. Sở dĩ nhà họ Vân ta có thể có địa vị siêu việt như thế ở thiên vực, không thể không kể công của lô này. Nói tới đây, lão ta tạm dừng, sau đó lại nói tiếp,
Về phần bản đồ thần binh, trong bản đồ được ghi lại tung tích của ba loại binh khí, xưa nay chỉ có tộc trưởng mới có thể nắm giữ. Diệp Huyên hỏi, thần binh gì cơ? Vân Thắng đột nhiên bảo, cho ta mượn kiếm của ngươi một lát. Diệp Huyên ngây người, ngay sau đó hắn đưa kiếm tiên linh cho Vân Thắng. Vân Thắng dùng ngón tay gõ nhẹ vào kiếm tiên linh, nó khẽ run, sau đó thân kiếm lập tức tách ra, một tấm bản đồ bay ra từ trong thân kiếm. Diệp Huyên. Vân Thắng nhẹ giọng nói, ba món thần binh này lần lượt là ấn xã tắc, dìu hám thiên. Lão nói tới đây thì dừng lại. Diệp Huyên hỏi, còn món cuối cùng? Vân Thắng lắc đầu, món cuối cùng không có tên. Sau đó lão nhìn Diệp Huyên, nếu ba món thần binh này xuất thế một lần nữa, xếp hạng của bảng treo thưởng tinh tế chắc chắn sẽ có thay đổi rất lớn. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, trong các thế hệ của nhà họ Vân không có ai tìm thấy chúng sao? Vân Thắng cười khổ, không thể tìm. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Vân Thắng trả lời, tổ tiên nhà họ Vân đã dạy rằng đệ tử nhà họ Vân không được đi tìm ba món thần binh này. Nếu nhà họ Vân tìm thấy chúng, dù chỉ một món thôi, nhà họ Vân cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Diệp Huyên lại hỏi, gia chủ của các đời nhà họ Vân thật sự không đi tìm à? Vân Thắng đáp, đương nhiên là không, gia chủ đời thứ 17 đã từng đi tìm, tiếc là ông ta không bao giờ trở lại. Kể từ đó, nhà họ Vân không dám đi tìm ba món thần binh này nữa. Nói xong, lão ta cầm chặt kiếm tiên linh rồi lẩm nhẩm khẩu quyết, ngay sau đó một chiếc nhẫn chứa đồ màu đen bay ra từ chuôi kiếm, lão đưa chiếc nhẫn và tấm bản đồ thần binh cho Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên không nhận. Vân Thắng cười hỏi, sợ à? Diệp Huyên lắc đầu, người phải hiểu rằng ta không phải người nhà họ Vân. Vân Thắng cười bảo, trước đây ta không nói cho ngươi biết trong kiếm có hai vật này vì ta vẫn đang suy nghĩ, nhưng bây giờ nhà họ Vân đối xử với ta như vậy, ta còn phải suy nghĩ gì nữa? Nói tới đây, lão ta nhìn Diệp Huyên, ta chỉ có một yêu cầu, nếu sau này có năng lực, ngươi nhớ phải giết đại ca của ta, còn nhà họ Vân thì không cần tiêu diệt, chỉ giết một mình ông ta là đủ. Diệp Huyên không đáp. Vân Thắng hỏi, không được sao? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, sao ta cứ cảm thấy như tiền bối đang nói lời trăng trối vậy? Vân Thắng cười khẽ, tên ngốc này, người nghĩ ta còn có thể sống sao? Người có biết những sợi xích sắt trói ta trước đó được gọi là gì không? Chúng được gọi là xích đoạt hồn, chúng sẽ điên cuồng cắn nuốt linh hồn của ta. Lúc người đến, linh hồn của ta đã sắp biến mất rồi. Dứt lời, lão đặt nhẫn chứa đồ và bản đồ thần binh trước mặt Diệp Huyên. Ta đã giao cho ngươi truyền thừa cả đời mình, ngươi phải từ từ tìm tòi quãng đường còn lại. Hứa với ta, đừng từ bỏ con đường đúc khí. Không đâu, ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ, vì nếu đến thiên vực, ngươi sẽ phát hiện danh xưng thợ chế tạo vũ khí được ngưỡng mộ cỡ nào, sẽ có rất rất nhiều lợi ích. Càng nói, giọng lão càng nhỏ dần. Mặt Diệp Huyên biến sắc, hắn vội nói, tiền bối, ta đưa người đến học viện đạo nhất, ở đó. Vân Thắng lắc đầu, nhẹ giọng bảo, vô dụng thôi, linh hồn tan biến, không thứ gì có thể bù đắp. Tinh thần Diệp Huyên tiến vào trong cơ thể, đại thần tầng 2. Dứt lời, lão nhắm chặt mắt lại. Diệp Huyên im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng hắn chôn Vân Thắng trước một gốc cây, hắn thi lễ, ta sẽ báo đáp công ơn dạy dỗ của người. Vân sư yên tâm, sau này Diệp Huyên ta chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho người. Nói xong, Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ và bản đồ thần binh, hắn đang định rời đi thì như nghĩ tới gì đó, hắn nhìn vào tấm bản đồ sau đó hắn lập tức sững sờ. Vị trí của món bảo vật thứ 3 nằm trong một tòa tháp. Chương 804, người từng đến tầng thứ 5 chưa? Trong tháp, Diệp Huyên vô cùng bối rối. Vì tòa tháp này chính là tháp giới ngục trong người hắn. Chỉ có điều khiến Diệp Huyên thấy khó hiểu là tòa tháp trong ảnh không có ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Ngoài ra mọi thứ còn lại đều giống hệt tháp giới ngục. Như thế quá trùng hợp. Quan trọng nhất là người vẽ bức tranh này là ai? Sao đối phương lại biết đến tháp giới ngục? Hơn nữa trên bức tranh này không có ba thanh kiếm, nói cách khác, bức tranh này là trước khi tháp xảy ra biến cố. Phải biết rằng sở dĩ tháp trở thành như thế này là do bị trọng thương.
Vì thế có thể thấy người vẽ bức tranh này không hề đơn giản. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, bây giờ điều hắn tò mò nhất là món bảo vật thứ ba nằm ở tầng thứ mấy trong tháp giới ngục. Trên ảnh không để tầng thứ mấy, chỉ viết là ở trong tháp giới ngục. Tầng thứ 5. Diệp Huyên đi vào trong tháp giới ngục, sau đó dùng thần thức quét qua tầng thứ 5, bên trong tầng thứ 5 như bị thứ gì đó ngăn trở, thần thức của hắn hoàn toàn không thể đi vào. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên tìm đến Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi đang ăn linh quả, thỉnh thoảng lắc lư cái đầu, trông rất đáng yêu. Diệp Huyên cười hì hì, Tiểu Linh Nhi, ngươi từng đến tầng thứ 5 chưa? Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, chưa từng đến. Diệp Huyên vội hỏi, vậy ngươi có thể đi vào đó không? Tiểu Linh Nhi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Diệp Huyên đen mặt lại, ngươi không biết mà ngươi còn suy nghĩ lâu như thế. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, để ta đi thử. Diệp Huyên vội gật đầu, đi xem thử đi. Nhưng phải cẩn thận đấy, cảm thấy gặp nguy hiểm thì không nên đi vào. Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó biến mất trước mặt Diệp Huyên. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện. Sau khi an ủi Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Mà lúc này, giọng nói của Giản Tự Tại lại vang lên. Báu vật đầu tiên trên bức tranh của ngươi, ấn xã tắc gì đó, ta biết vị trí cụ thể của nó ở đâu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngươi muốn ta đi tìm, đúng không? Giản Tự Tại cười hỏi lại, ngươi không muốn sao? Diệp Huyên lạnh lùng nói, ngươi sẽ không tốt bụng như vậy, ngươi bảo ta đi tìm, có lẽ lại nghĩ nên hại chết ta như thế nào chứ gì? Giản Tự Tại nói, năm đó... Ấn xã tắc được thần hoàng của tinh vực Thiên Khải ngưng tụ từ hơi thở của núi non sông suối và tinh thần nhật nguyệt trên tinh vực. Có ấn này, có thể trấn yêu tà, tập hợp hơi thở của núi non sông suối, của tinh thần nhật nguyệt, quan trọng nhất là ấn này có truyền thừa của vị thần hoàng vô địch kia. Năm đó người nọ tự nghĩ ra vương đạo chi quyền và vô địch kim thân, có thể nói là đánh khắp chư thiên không địch thủ. Chương 805, chẳng lẽ không được? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, có lợi hại như kiếm tiên tỷ tỷ của ta không? Giản Tự Tại im lặng, Diệp Huyên hừ lạnh một tiếng, không chứ gì. Giản Tự Tại nhẹ giọng đáp, ngươi khoe khoang cái gì? Cũng đâu phải ngươi lợi hại, còn nữa, sao ngươi cứ muốn trông chờ vào người khác vậy? Nếu nàng ta không về được, chẳng lẽ ngươi định chờ chết sao? Diệp Huyên im lặng. Đúng như Giản Tự Tại nói. Mình thật sự không thể dựa vào kiếm tiên tỷ tỷ mãi. Không thể có tư tưởng ỷ lại. Giản Tự Tại lại nói, nếu ngươi lấy được con dấu này sẽ rất có lợi cho cá nhân ngươi. Hơn nữa theo ta được biết, bên trong nó còn có hoàng hôn của chư thần mà thần hoàng kia từng mặc. Nếu ngươi lấy được nó, với cảnh giới của ngươi bây giờ, cho dù là cảnh giới vô thượng, ngươi cũng có thể dễ dàng giết chết. Diệp Huyên vẫn lắc đầu, đúng là ta có hơi động lòng, nhưng Giản Tự Tại. Người hiên ngang không nói chuyện mập mờ, ta không tin ngươi. Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ngươi không suy nghĩ vì bản thân, chẳng lẽ cũng không suy nghĩ cho muội muội của mình. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có ý gì? Giản Tự Tại cười khẩy, ngươi có thể trốn, nhưng nhà họ Độc Cô và nhà họ Vân kia sẽ bỏ qua cho muội muội của ngươi sao? Nếu bọn họ tạo áp lực với học viện đạo nhất, ngươi cảm thấy học viện đạo nhất sẽ vì muội muội của ngươi mà liều mạng với hai nhà này à? Ngươi cảm thấy có khả năng đó không? Diệp Huyên im lặng, sắc mặt hơi khó coi. Giản Tự Tại lại nói, ngay cả ngươi bọn họ cũng không thể bảo vệ, thì sao có thể bảo vệ được muội muội của ngươi? Còn nữa, trên người ngươi có báu vật, đến lúc đó sẽ có một vài cao thủ không ngờ tới tìm đến ngươi, khi đó thì ngươi nên làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng ta bảo vệ ngươi cả đời sao? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, ngươi luôn muốn ta đi tìm ấn xã tắc, mục đích của ngươi là gì? Giản Tự Tại cười nói, yên tâm, lần này mục đích của ta không phải muốn ngươi chết, ngược lại, ta còn hy vọng ngươi có thể lấy được con dấu này, vì nó có tác dụng với ta, đây chính là mục đích của ta. Diệp Huyên, chỉ thế thôi. Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, nếu không tin thì không đi là được, dù sao ta cũng có thể đợi, còn ngươi thì có lẽ không đợi được nữa. Diệp Huyên suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, Giản cô nương, ngươi dẫn đường đi.
Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đi tìm. Bên dưới, một ông lão nặng nề nói, người nó có thể trở nên mạnh mẽ như thế ở thanh thương giới chắc chắn là vì báu vật của nhà họ Độc Cô ta, báu vậy này, chúng ta nhất định phải cướp về. Độc Cô Liên nhẹ giọng nói, Du trưởng lão, ông không tìm hiểu thiên phú của hắn trước à? Mặt Độc Cô Du không chút cảm xúc, lão phu từng xem xét rồi. Thiên phú đúng là không tệ, nhưng như vậy thì sao, chẳng lẽ phải đưa hắn về để bồi dưỡng ư? Độc Cô Liên cười khẽ, chẳng lẽ không được? Độc Cô Du lắc đầu, tộc trưởng nên hiểu chắc chắn hắn sẽ không cam tâm tình nguyện giao báu vật kia ra, cho dù có giao ra chắc chắn cũng sẽ oán hận. Còn nữa, đến nay mẫu thân của hắn vẫn bị nhà họ Độc Cô ta nhốt trong vô gian luyện ngục, nếu hắn biết, tộc trưởng cảm thấy hắn sẽ không quan tâm sao? Nói đến đây, lão ta thoáng im lặng, sau đó nói tiếp, còn có nhà họ Cổ nữa, nếu chúng ta đón hắn về, chắc chắn vị kia của nhà họ Cổ sẽ tức giận. Chương 806, ta muốn đánh chết hắn. Nghe vậy, nụ cười ung dung trên mặt Độc Cô Liên dần biến mất. Một lát sau, Độc Cô Liên cười, vậy theo Du trưởng lão thì chúng ta nên làm gì? Độc Cô Du lạnh lùng nói, lập tức phái cao thủ đi giết hắn, kết thúc tai họa về sau. Sức chiến đấu của người này rất mạnh, hình như học viện đạo nhất còn có ý bao che, vì thế, lần này nhất định phải phái, Độc Cô Liên đột nhiên nói, vậy để Du trưởng lão tự mình đi một chuyến, được không? Độc Cô Du im lặng một lát rồi nói, đương nhiên có thể. Độc Cô Liên gật đầu, nghe nói hắn còn có một muội muội, thiên phú cũng vô cùng tốt, hơn nữa viện trưởng của học viện đạo nhất kia còn đích thân nhận làm học sinh. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Độc Cô Du, xử lý một lượt đi. Tránh sau để lại phiền phức sau này. Độc Cô Du nặng nề nói, còn một chuyện nữa, ta đã từng điều tra, hình như phía sau người nó có một cao thủ bí ẩn, nhưng không rõ tin tức cụ thể của người bí ẩn này. Độc Cô Liên cười khẽ, hình như thanh thương giới kia cũng từng có một vị kiếm chủ thương giới, năm đó người nó cũng xem như không tầm thường, còn có người sáng lập liên minh hộ giới kia nữa, nhiều năm như thế, hai người này vẫn có thể sống được. Nhưng dù là hai người này, nhà họ Độc Cô ta cũng có gì phải sợ đâu. Bé gái phía sau ông lão nói, con muốn giữ lại cho ca ca. Vậy mấy linh quả bậc thánh con không ăn cũng là chừa cho hắn à? Đương nhiên rồi, ca ca của con chưa từng được ăn thứ tốt như vậy, sao con có thể ăn trước được? Tử hỏa tinh ta đưa cho con. Một mình ca ca rất vất vả, con muốn giữ cho huynh ấy. Ca ca của con tên gì, ta muốn đánh chết hắn. Chương 807, vũ trụ, vô cùng vô tận. Trong tinh không mịt mờ, một chiếc thuyền tinh vân đi sâu vào trong tinh không. Diệp Huyên đứng trên đầu thuyền. Nhìn vào tinh không vô tận, hắn lại một lần nữa cảm thấy nhân loại thật nhỏ bé. Lúc này, hắn nhớ đến cô gái váy trắng, vũ trụ, vô cùng vô tận. Nhưng tiềm lực của con người cũng là vô hạn. Nếu người mạnh như cô gái váy trắng đứng ở đây, e rằng thứ nhỏ bé chính là tinh không này. Nhớ lại lúc ở Thanh Thành, khi đó việc mình suy nghĩ mỗi ngày chỉ là muốn muội muội có một cuộc sống tốt, chữa bệnh cho muội muội. Mà bây giờ, mục đích của hắn vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng hắn phát hiện, dường như mục tiêu này càng ngày càng khó rồi. Càng có năng lực, người tiếp xúc cũng càng mạnh, đương nhiên sẽ gặp phải chuyện càng lớn hơn. Một lát sau, Diệp Huyên cười khẽ, ở thế giới này, sống sót không phải chuyện dễ dàng, muốn sống tốt thì càng khó khăn hơn. Lúc này, giọng nói của Giản Tự Tại vang lên, nếu bây giờ ngươi đã cảm thấy khó khăn, thì ta khuyên ngươi từ bỏ tháp giới ngục, làm một kiếm tiên thoải mái ở thế giới này đi. Với thực lực của ngươi bây giờ cộng thêm bảo vật ngươi có, đã có thể sống tốt ở thế giới này rồi. Diệp Huyên hỏi, ngươi có ý gì? Giản Tự Tại cười khẽ, bây giờ ngươi chỉ đang đấu với người, hơn nữa những người này đều chỉ là run rế, đợi khi ngươi gặp bá chủ của tinh vực, ngươi sẽ sống càng khó khăn hơn. Hơn nữa, phía sau ngươi còn có trời. Chỉ cần ngươi muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, muốn sống tiếp, thì không chỉ phải đấu với người, mà còn đấu với trời nữa. Diệp Huyên im lặng. Cô gái váy trắng cũng từng nói lời này với hắn. Đấu với người, đấu với trời. Diệp Huyên nặng nề nói, vì sao lại đấu? Cũng giống như Giản cô nương đây, hai chúng ta làm bạn không phải rất tốt sao?
Giản Tự Tại cười khẩy, ngươi đúng là ngây thơ, Tiểu Linh Nhi còn không ngây thơ được như ngươi. Diệp Huyên. Giản Tự Tại lại nói, người sống, muốn tiếp tục sống sót nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, mà cố gắng trở nên mạnh mẽ chắc chắn phải cướp đi lực lượng đất trời. Hơn nữa, người càng mạnh, uy hiếp với chư thiên vạn vật càng lớn. Cũng giống như người bây giờ vậy, chắc chắn nhà họ Độc Cô và nhà họ Vân sẽ không bỏ qua cho ngươi, vì bọn họ sẽ không để yêu nghiệt sau này có thể uy hiếp mình trưởng thành. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một lát rồi tiếp tục, người có tháp này, kẻ thù của ngươi sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Cho nên ta thật lòng đề nghị, bây giờ ngươi đưa cái tháp này cho ta, phiền phức sau này cứ để ta gánh vác thay ngươi, ta thật lòng đấy. Diệp Huyên sa sầm mặt, thì ra đây là mục đích của người phụ nữ này. Giản Tự Tại lại nói, ngươi không thử suy tính sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Giản cô nương, ta có một vấn đề, hỏi tới có lẽ hơi mạo muội, nhưng ta vẫn muốn hỏi thử, người mạnh như ngươi, vì sao lại bị giam trong tháp này vậy? Đến rồi. Lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nói. Diệp Huyên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong tinh không cách đó không xa có một vùng tinh không có thiên thạch bay loạn xa. Diệp Huyên trầm giọng nói, không có gì cả. Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, nếu rõ ràng như vậy thì bảo vật này còn đến lượt ngươi đến lấy à? Nào, đọc theo ta, trời đất làm mắt cho ta, mắt nhìn thấy chư thiên. Diệp Huyên đọc lại theo bản năng, trời đất làm mắt cho ta, mắt nhìn thấy chư thiên. Chương 808 một tòa thành vô cùng rộng lớn. Vừa đọc xong, hai mắt Diệp Huyên đột nhiên mở to, một giây sau, hai tia sáng trắng như bắn ra từ hai mắt hắn. Tinh không trước mặt Diệp Huyên xảy ra biến hóa trời đất xoay vần, trước mặt hắn xuất hiện một con đường lớn màu vàng, con đường nối thẳng vào tinh không phía xa. Diệp Huyên hơi hoảng sợ, vì lúc này hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng, lúc này, giác quan của hắn đạt đến cực hạn, dù là con kiến cách xa vạn dặm, hắn cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Lúc này, hắn cảm thấy mình là chúa tể của vạn vật. Diệp Huyên vội hỏi, Giản Tự Tại, đây là thần thông gì mà lợi hại thế? Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, hỏi nhiều thế làm gì, mau đi đi. Diệp Huyên lại hơi hưng phấn, có thể dạy cho ta chiêu này không? Giản Tự Tại nói, được thôi, nhưng ngươi báo đáp ta thế nào đây? Diệp Huyên nói, ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Giản Tự Tại đáp, ngươi có thể cho ta cái tháp này. Diệp Huyên nghiêm mặt, cái tháp này sao có thể thể hiện thành ý của ta được? Hay là để ta lấy thân báo đáp nhé? Giản Tự Tại nói, ngươi á, ha ha, tiếng cười rất lớn, sau khi cười một lúc, nàng ta nói, ngươi muốn ta cười chết sao? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, ngươi không suy nghĩ thử sao? Ta cảm thấy ta rất tốt mà. Giản Tự Tại cười nói, da mặt ngươi còn dày hơn cả trời nữa, ta đề nghị ngươi tự nghĩ ra công pháp mặt dày đi, với trình độ mặt dày này của ngươi, chắc chắn có thể xưng bá chư thiên vạn giới. Diệp Huyên. Diệp Huyên không đấu khẩu với người phụ nữ này nữa, lập tức đi về phía con đường lớn màu vàng kia. Diệp Huyên đi trên con đường lớn màu vàng lập tức cảm nhận được một năng lượng màu vàng, những năng lượng này vô cùng tinh khiết, còn tinh khiết hơn tử hỏa tinh một chút. Giản Tự Tại nói, đây chính là long khí năm đó thần hoàng kia tản ra, nếu có long nguyên ở đây sẽ có thể hấp thụ những thứ này, tiếc là ngươi không có. Diệp Huyên nặng nề hỏi, không có cách khác sao? Giản Tự Tại đáp, có. Cái gì? Diệp Huyên vội vàng truy vấn. Không cho ngươi biết. Diệp Huyên. Giản Tự Tại nói không nói là thật sự không nói, Diệp Huyên biết chắc người phụ nữ này đang trả thù chuyện khi nãy. Hết cách. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên dừng lại, có một cánh cửa màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên đứng trước cửa một lúc lâu vẫn không đi vào. Giản Tự Tại hỏi, sao nào, sợ hả? Diệp Huyên nặng nề nói, Giản cô nương, hỏi thật lòng một câu, lần này ngươi sẽ không gài bẫy ta chứ? Giản Tự Tại nói, nếu sợ thì có thể quay đầu, Diệp Huyên cười khổ, không nói gì nữa, lập tức đi vào trong. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên đi vào cánh cửa kia, con đường lớn màu vàng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện, cả tinh không yên tĩnh trở lại. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên cảm thấy xung quanh yên tĩnh lại, hắn nhìn một vòng xung quanh, lúc này,
hắn đang đứng trước một tòa thành. Một tòa thành vô cùng rộng lớn. Tường thành rất cao, ít nhất 100 trượng, hai con cự long nằm trước cổng thành, hai con cự long có hình thể to lớn, vảy trên người lóe lên ánh sáng sắc bén tựa như lưỡi dao, trông sống động tựa như thật vậy. Chương 809, sao ngươi hỏi nhảm nhiều thế? Diệp Huyên đi tới trước hai con cự long, cảm thán, dũng y như thật thế, nói xong, hắn bèn muốn sờ một cái. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn, muốn chết thì sờ đi. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, có ý gì? Giản Tự Tại nói, ngươi nhìn kỹ đi. Nghe vậy, Diệp Huyên lại nhìn về phía hai con cự long kia một lần nữa, một giây sau, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, vội vàng lùi về sau, vì hai con cự long này là thật. Cự long còn sống. Diệp Huyên hơi khiếp sợ, vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con rồng to như thế, phải biết rằng, hắn chỉ từng nghe nói tới yêu thú cấp bậc thế này thôi. Giản Tự Tại nói tiếp, đi vào thôi. Diệp Huyên nặng nề bảo, hai con rồng này canh gác ở đây. Giản Tự Tại nói, chúng nó đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần ngươi không cố ý trêu chọc chúng nó sẽ không tỉnh lại. Diệp Huyên gật đầu, thì ra là thế, nhưng Giản cô nương, ta hơi tò mò, rốt cuộc thần hoàng này là ai? Giản Tự Tại nói, chủ của tinh vực Thiên Khải lúc trước, sáng lập đế quốc thần hoàng, tự xưng là thần hoàng, thực lực mạnh mẽ. Diệp Huyên nói, ông ta chết rồi à? Nghe vậy, Diệp Huyên xấu hổ toát mồ hôi, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Mình 19 tuổi mới là đại kiếm tiên, dường như còn thua đối phương một chút. Giản Tự Tại lại nói, đừng khiếp sợ nữa. Núi cao còn có núi cao hơn, ông ta yêu nghiệt, còn có người yêu nghiệt hơn cả ông ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không có yêu nghiệt nhất, chỉ có yêu nghiệt hơn. Diệp Huyên tiếp tục bước đi, sắc mặt hắn đột nhiên hơi thay đổi, vì hắn cảm nhận được kiếm ý ở phía trước. Một kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ. Chương 810, rất nhiều năm rồi. Kiếm ý. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, vì thế hắn bước nhanh hơn, hắn nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện, nhìn từ bên ngoài, chắc chắn trước đây tòa cung điện này cực kỳ xa hoa, nhưng bây giờ chỉ còn lại một vùng hoang vu. Có một người đàn ông trung niên đứng trước cung điện, ông ta mặc một bộ hoa bào rộng lớn, tóc dài xõa ngang vai, đầu ngẩng lên nhìn về phía chân trời, ánh mắt mơ màng. Thần Hoàng, ngôn tình hay. Người đàn ông trung niên đứng trước mặt chính là Thần Hoàng. Mà giữa lông mày Thần Hoàng có một tia kiếm quang đó ở ngay giữa lông mày ông ta, không biết đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa tiêu tán. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thần Hoàng, lúc này Thần Hoàng đã không còn hơi thở, đã chết rồi. Nhưng dù đã rất nhiều năm trôi qua, thân thể của đối phương vẫn tựa như lúc ban đầu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Giản cô nương, ông ta đã chết bao nhiêu năm rồi? Giản Tự Tại, rất nhiều năm rồi. Diệp Huyên nói, ông ta bị một vị kiếm tu giết chết sao? Giản Tự Tại im lặng. Diệp Huyên cũng không hỏi tiếp nữa. Cứ thế, sau một hồi yên tĩnh, Giản Tự Tại đột nhiên nói, ấn xá tác ở trong người ông ta, hủy đi thân thể của ông ta, con dấu này sẽ bay ra. Hủy diệt thân thể. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, Giản cô nương, làm thế không tốt lắm đâu. Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, người đã chết, giữ lại thân thể để làm gì? Còn nữa, người không hủy diệt thân thể của ông ta thì làm sao lấy được ấn xá tác và truyền thừa của ông ta được? Diệp Huyên lắc đầu, chắc chắn sẽ có cách khác. Giản Tự Tại nói, vậy ngươi tự nghĩ cách đi. Diệp Huyên nhìn Thần Hoàng trước mặt, hắn suy nghĩ một hồi, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên bay ra từ trong thi thể của Thần Hoàng. Tia sáng trắng đó nhanh chóng biến thành một bóng người, chính là Thần Hoàng. Một tia linh hồn. Diệp Huyên dùng mình, âm thầm đề phòng, đồng thời cũng thấy mừng vì không ra tay hủy đi thân thể của đối phương, nếu không bây giờ có chết thế nào cũng không biết. Thần Hoàng quan sát Diệp Huyên, lắc đầu, ngươi là kiếm tu, không thích hợp với truyền thừa của bổn hoàng, đi đi. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, đây là bị từ chối thẳng thừng à. Đương nhiên Diệp Huyên không phải người dễ dàng từ bỏ, hắn vội nói, tiền bối,
vãn bối lại không cảm thấy thế. Thần Hoàng nhìn về phía Diệp Huyên, yên lặng đợi hắn nói. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, đã bao nhiêu năm trôi qua, có bao nhiêu người đã đến đây rồi? Lúc này, Thần Hoàng hỏi, cái gì gọi là võ đạo? Cái gì gọi là võ đạo? Diệp Huyên im lặng. Nếu hỏi hắn cái gì là kiếm đạo thì hắn có thể trả lời được, nhưng hỏi hắn cái gì là võ đạo? Hắn thật sự hơi mơ hồ. Thần Hoàng nói, có lẽ trước khi đến ngươi cũng từng học võ đạo, vì ta cảm nhận được chiến ý mỏng manh trên người ngươi. Nhưng nó lại yếu hơn kiếm ý của ngươi rất nhiều. Chuyện này có nghĩa là giữa võ đạo và kiếm đạo, ngươi đã chọn kiếm đạo. Muốn song tu kiếm võ không phải không được, nhưng rất khó khăn, nếu muốn thông thạo cả hai thì khó càng thêm khó, hơn nữa có thể sẽ mất nhiều hơn được, khiến cả hai đều vô cùng tầm thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.